Mông Sơn Minh lạnh nhạt nói, đã không phải tiểu tử nuôi ngựa năm xưa nữa, bây giờ là chư hầu một phương, không cần để lão già tàn phế này vào mắt. Từ lâu ta đã không còn là đại soái gì, không chịu nổi ngươi cung kính như thế. Một đám tướng lĩnh vội vàng tới bái kiến nghe thấy điều ấy đều lúng túng, tay chân luống cuống không biết để đâu. Trương Hổ thẹn thùng, vội hỏi, lần trước có cơ hội, vốn muốn bái kiến mông soái, nhưng quân tình khẩn cấp, vương gia ra lệnh, mới bỏ qua. Không cần nói những lời vô dụng kia mông sơn minh nhẹ nhàng vẫy tay về phía sau là đại an đẩy xe phía sau tiến lên giao một lá thư lệnh cho trương hổ lúc trương hổ mở ra kiểm tra mông sơn minh nói vương gia bây giờ là trinh phạt đại đô đốc lệnh cho lão phu làm trinh đông đại tướng quân đây là thư chứng minh không biết trương đại nhân tin hay không xem qua thư lệnh trương hổ lúng túng nói mông soái mang đến đương nhiên không giả mông sơn minh vậy ta có thể nhận lệnh làm trinh đông đại tướng quân chăng trương hổ vội cúi đầu khom lưng nói đó là tất nhiên mà tướng nghe lệnh nghe bất cứ lúc nào mông sơn minh được vậy ta tạm thời thử một chút xem lập tức đưa tin cho tô khải đồng sử tân mậu an hiển triệu từ cảnh nguyệt lệnh cho bốn người lập tức tới đây gặp ta chuyện này trương hổ do dự nói mông soái mấy đội quân đó đều đang giao chiến với quân tống thân làm thống soái sợ là không phải lúc thích hợp để đến đây giao chiến giao chiến với quân tống hả mông sơn minh hỏi ngược lại rồi buông tiếng thở dài, xem ra ta đúng là già rồi, mắt phụng về, vậy mà không nhìn ra lý lẽ đánh trận của các ngươi là gì. Ta đúng là muốn xin họ lại đây dạy bảo một phen. Lời nói đâm chọc khiến trương hổ đỏ mặt, cho siếc này giấu được ai, chứ không giấu giếm được vị trước mắt này. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, bảo họ đừng lằng nhằng nữa, rút toàn bộ trong tay lại, thoát ly tiếp xúc với quân tống, đợi ta hỏi tới rồi hãng nói sau. Trương Đại Nhân, ta sắp xếp như vậy, ngài có cảm thấy thỏa đáng hay không? nếu cảm thấy không thỏa đáng vậy thì trương đại nhân đủ lông đủ cánh rồi có thể không chấp hành dù sao lão phu một mình đến đây trên tay không một binh một tốt muốn làm gì ta cũng chỉ bằng một câu nói của trương đại nhân cơ mặt trương hổ giật giật quay lại quát lên đứng đó làm gì không nghe mông soái nói gì à còn không mau đi truyền lệnh một loạt người phía sau lập tức có người chạy đi chấp hành mông sơn minh nói ba đại phái có người ở đó không nông phong đình nghe vậy đi ra mông soái quả là khách quý mông sơn minh không khách sáo với ông ta làm phiền ngài thông báo cho nhân lực các bộ của ba đại phái một tiếng ta muốn bốn người này lập tức được hộ tống đến đây cho ta nếu có chống cự chém thẳng không tha ai có ý kiến thì bảo là ta nói vậy không quan hệ với những người khác để các bộ khởi binh tới tính sổ với ta là được rồi chém thẳng không tha trương hổ há hốc miệng phát hiện vị lão soái này dù thân thể đã già nhưng tính khí chẳng cải biến một chút nào sát tính chiến trường chưa hề giảm Nông Phong đình lại không hề phản đối, ngươi nói chém thẳng không tha là chém thẳng không tha sao? Chương 983, chuẩn bị một món quà quý. Cũng phải hỏi người của bốn đại phái sau lưng bốn vị kia có đồng ý hay không đã. Vừa nói đến chuyện này, ông ta nghĩ đến sư huynh đệ đồng môn thi thăng bị sát hại, nhìn thấy người cùng phe với Thương Chiêu tông còn nói cái gì chém, trong lòng ít nhiều không được thoải mái. Có điều lời nói ra miệng lại khá lịch sự, mông xoái, quân tống đã phá thiết môn quan. Lúc này bảo quân đội các lộ chư hầu thoát ly tiếp xúc với quân tống chẳng khác gì bỏ mặc cho quân tống tiến quân thần tốc, sợ là không được. Vẫn còn khách khí tất nhiên là có nguyên nhân, nếu trước kia chuyện bình định là vì có lòng tự vệ, vậy bây giờ là phải liều mạng. Không liều cũng không được, vì nước Yến đã sắp xong đời. Một khi nước Yến tiêu vong, ba đại phái cũng tiêu tùng. Địa bàn của ba đại phái cũng không còn, ông ta còn bảo tồn thực lực cái dám gì. Bây giờ ông ta không muốn bảo tồn thực lực, mà các tướng lĩnh chư hầu bên dưới lại nổi lên tâm tự bảo vệ lấy thân, ông ta nhận ra được. Thế nhưng, đánh làm sao, bại thế nào, dù ông ta tự mình đốc chiến, tự theo dõi sát sao cũng vô dụng. Chính là đánh không thắng nổi, người còn làm được gì. Ông ta đã nhận ra dấu hiệu không thể cứu vãn, bây giờ cần dựa vào lão già trước mặt này để thử nghiệm biện pháp cứu vãn cuối cùng, không nhẫn nại một chút khách khí là không được. Nếu không thì, Trường chiêu Tông giết trưởng lão của tiêu giao cung, tiêu giao cung sao có thể thả thương chiêu tông rời đi. Mông Sơn mình cũng không biết thiết môn quan thất thủ, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Thiết môn quan dễ thủ khó công, tập kết sức mạnh phòng ngự không yếu, sao dễ dàng mất như vậy. Ôi, nội tạc xuất hiện, vô phương. Thủ tướng thiết môn quan chính là Liên An Sơn đã ngấm ngầm kết hợp với một môn hái tu hành dùng thủ đoạn hèn hạ ám hại đệ tử ba phái thủ ở đó, sau đó mở cửa đầu hàng quân tống. Nông Phong Đình lần lượt thuật lại tình hình thất thủ thiết môn quan. Mông Sơn Minh hơi trầm mặc, nhưng vẫn theo kế hoạch của mình ta tự có tính toán trước tiên hãy đưa bốn vị chủ tướng tới đây nông phong đình cũng không chịu nhả ra mông soái ngài phải hiểu rõ thiết môn quan vừa vỡ đường đi về kinh thành hầu như không có chỗ hiểm để thủ phải dùng các đạo quân giàn ra để chặn lại quân tống bằng không kinh thành nguy rồi hiện giờ ngài bảo các quân đội chư hầu từ bỏ chặn quân tống không để ý đến an nguy của đại yến sợ là bề trên sẽ nổi trận lôi đình mông sơn minh Người cảm thấy có thể ngăn cản tình huống trước mắt sao? Chạm vào tức bại, ngăn hay không ngăn có gì khác biệt? Ngơ ngơ ngác ngác đánh trận vô dụng, trước tiên làm rõ chuyện từ gốc rễ mới có thể làm việc thông suốt. Nông phong đình, một khi có chuyện, mình ngài không thể chịu nổi áp lực này. Mông Sơn Minh, làm theo kế hoạch của ta hay không, ta không miễn cưỡng được. Nếu không làm theo kế hoạch của ta, vậy thì dùng kế hoạch của các người đi. Ta cũng không cần tự bôi xấu ở chỗ này. Đại An, chúng ta quay về ông quay lại gọi là đại an lập tức đẩy xe lăn quay lại vậy là muốn đi trương hổ trợn trừng mắt liếc liếc nông phong đình nông phong đình không nói gì sắc mặt âm u không ổn định có lẽ là đang nín cả một bụng lửa giận nhưng cuối cùng vẫn cất bước ngăn cản khuyên bảo mông soái ta không có ý này ta chỉ nhắc nhở ngài ta có lòng tốt suy nghĩ cho ngài mới nói thôi hết cách rồi cho dù nghĩ rằng hành vi của đối phương lúc này là hồ đồ là vô căn cứ nhưng có việc cầu người không thể không cúi đầu thấp xuống cuối cùng vẫn phải làm việc theo ý của mông sơn minh khẩn cấp liên hệ người của ba đại phái đưa bốn lộ chư hầu tới cũng có thể nói là áp giải tới mấy lộ chư hầu có thể chơi gian trên chiến trường nhưng không làm gì được người của ba đại phái vẫn bị mạnh bạo áp tới đây cũng là vì mông sơn minh bất đắc dĩ mới làm vậy lo là mệnh lệnh của mình vô dụng lo các tướng chư hầu bên ngoài không tuân lệnh trên cho nên phải mượn tạm cánh tay của ba đại phái dùng một lát lại nói đây cũng là chỗ có lợi duy nhất hiện nay cũng chỉ có vào lúc này Ba đại phái mới chịu phối hợp với Châu Nam làm việc, có thể mượn nhờ không ít lực lượng của ba đại phái. Nước Yến lần thứ hai dùng Thương Chiêu Tông, lệnh cho Thương Chiêu Tông làm trinh phạt Đại đô đốc. Tin này được lan truyền, lần thứ hai khiến cho thế lực thiên hạ khuấy động. Nội bộ triều chính nước Yến cũng cảm khái, phát hiện Thương Chiêu Tông thật biết nhẫn nhục chịu khó, bị triều đình đối xử như vậy còn có thể đặt xuống nghiêm khắc cũ, thực sự là hiếm thấy. Từ chuyện lần này, nội bộ triều chính có không ít người nhận ra, Đại Yến đến nước này nếu nói còn có ai sẽ vì bảo vệ Đại Yến mà không tiếc bản thân, vị dòng thân vương thương chiêu tông này thật sự được tính là một. Ngoài miệng không ai nói gì, nhưng trong lòng đầy cảm khái bội phục. Lại so với hành động của triều đình, khá nhiều người cảm thấy thực có phần quá đáng. Lúc muốn dùng người ta liền cho thương chiêu tông đi liều mạng, lúc không cần thì ném vào thiên lao tra tấn giải vò, này là kiểu gì? Thời khắc Đại Yến nguy vong khiến rất nhiều thấy rõ hiện thực, cũng làm cho lòng người trong triều đường lung lay. Đối mặt hiện thực, dù bội phục, tuy nhiên cũng có người thầm than thương chiêu tông ngốc thế cuộc như vậy không bột đố gột nên hồ quốc lực của nước yến đã bị nhào lộn nhiều lần đúng là gần như hết sạch rồi quân lương không kịp cung cấp đã sắp đứt đoạn tướng sĩ sẽ lập tức đói bụng mấy triệu cái mồm há ra đòi ăn cuộc chiến này phải đánh ra sao biết rõ không thể làm châu nam lại có đường mà không đi còn muốn đi vào tuyệt lộ chỉ có một bầu móng nóng liệu ích gì ngu hay không nước vệ phủ thiên vi Thái úy Nam Nhân Ngọc và ngựa sử đại phu Kim Lệnh Tán dắt tay nhau tiến vào, bái kiến tướng công Huyền Vi. Huyền Vi ra mặt gặp hai người, ngồi trong hiên các đón khách. Huyền Vi hỏi ý đồ người đến, Kim Lệnh Tán lấy một lá thư trình lên, nước Yến cầu viện khẩn cấp lần thứ hai, hy vọng chúng ta có thể cho mượn thêm một nhóm lương thực. Huyền Vi tiếp nhận xem qua, biểu hiện nghiêm nghị, ngẩng đầu, đôi mắt sáng đảo qua hai người. Ý của hai vị là, Kim Lệnh Tán trầm ngâm nói, ý của nước Yến là đã nghe ý kiến của chúng ta để thương chiêu tông chủ trì chiến sự, lấy việc chiến sự có thể thắng làm lý do mượn lương. Nam nhân Ngọc thì lắc đầu nói, tạo áp lực cho nước Yến để thương chiêu tông chủ trì chiến sự chỉ là biện pháp dùng ngựa chết coi như ngựa sống, dù cho mượn lương nữa cũng vô nghĩa. Sợ là lương cho mượn rồi không có khả năng lấy về. Huyền vi, ý của thái úy là, nước Yến thất bại, đường nhi ngồi ở bên nghe chợt hoảng sợ, dù sao nàng cũng xuất thân nước Yến, ngồi ngoài nhìn nước yến diệt phong khiến nàng không đành lòng cũng là bình thường. Nam nhân ngọc, thương kiến hùng ngu ngốc, càng ngu xuẩn đến mức lâm trận đổi xoái. Nếu sớm có thương chiêu tông tụ tập sĩ khí, quân tâm hạn chế quân tống, chúng ta cho mượn lương còn có thể. Hiện giờ quân tống thế như trẻ tre, chiến cuộc đến trình độ này, chậm rồi. Thương chiêu tông sợ là cũng không thể cứu vãn, không có lương, thương chiêu tông có bản lĩnh đến đâu thì cuộc chiến này cũng không đánh được. Dù chúng ta cho mượn lương bây giờ, lương thực vận đến liệu kịp không? Chiến cuộc như vậy, lương thực đưa đến, quân Tống đã rong rủi ngang dọc trong nước Yến, sao dễ dàng để cho lương thực rơi vào tay quân Yến? Huyền Vi trầm mặc, cuối cùng than thở, xem ra nước Yến rốt cuộc vẫn đi tới cùng, thương kiến hùng à thương kiến hùng, tội nhân thiên cổ của nước Yến. Chỉ mong nước vệ ta lấy đó làm gương, không nên dẫm vào vết như đó. Đường Nhi bi thương, trong hoàng cung nước tấn, các tướng lĩnh đang cùng Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tụ tập trước bản đồ, cũng đang bàn luận chiến sự nước Yến. Kết luận cũng không khác mấy, nước Yến đã rơi vào đường cùng, không còn khả năng là đối thủ của nước Tống. Huống hồ, còn có nước Hàn đang nhìn chằm chằm, sớm muộn cũng ra tay. chương 984, nếu như theo kế mà thắng ông ta, ta cảm thấy có phần thắng không vẻ vang gì cả một. Sau khi chư tướng tản đi, thiệu bình ba ngồi nghe nhưng không hề có ý rời đi. Thái Thúc Hùng thấy vậy, cười nói thiệu đại nhân chẳng lẽ có ý kiến khác thiệu bình ba bình thản đáp nếu thương chiêu tông lại bước ra chủ trì chiến cuộc vậy chứng tỏ được nghiêu hữu đạo cho phép nếu nghiêu hữu đạo đã cho phép chứng tỏ hắn sẽ không ngồi im xem thái thúc hùng cười ha ha thế cuộc đã vậy nghiêu hữu đạo há có thể chi phối thiệu đại nhân lo xa rồi thiệu bình ba hơi khom mình người này thủ đoạn quỷ thần khó lường bệ hạ không thể sơ ý cũng không thể không phòng nghe y nói vậy thái thúc hùng ngừng cười Nguyện nghe cao kiến, thiệu bình ba, thế cục trước mắt đang đi về hướng đã dự đoán, tiếp theo hẳn là nước Hàn sẽ ra tay, sau đó là nước triệu không chịu cô đơn. Nhưng chẳng may nghiêu hữu đạo dùng biện pháp mà chúng ta không ngờ tới ngăn được cơn sóng dữ, kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá. Đó tuyệt đối không phải là điều mà bệ hạ mong nhìn thấy. Huống hồ, bệ hạ đã có tâm ý mời chào nghiêu hữu đạo, mà nếu không dồn hắn lên tuyệt lộ, hắn sẽ không dễ dàng thần phục. Bởi vậy, quyết không thể để chiến sự nước yến trở mình nếu thật sự xuất hiện cục diện chúng ta không muốn thấy nhân lực mà nước tấn để lại bên quân đội nước yến sẽ phát huy được tác dụng thái thúc hùng hỏi như thế nào thiệu bình ba yên lặng nói ám sát thương chiêu tông và mông sơn minh thái thúc hùng hơi hít mắt khẽ vuốt dâu sau khi quân phòng thủ thiết môn quan đầu hàng quân tống như lũ vỡ đê tràn về phía đất đai của nước yến các đạo quân nước yến vây đuổi chặn đường đều bại lui không ai có thể ngăn được thế tiến công của quân tống cho dù đã truyền tới tin tức triều đình lại dùng tới thương chiêu tông, nhưng vẫn không thể làm dịu thế tiến công của quân Tống và thế bại của quân Yến. Một đội quân tiến lên, đại đô đốc của nước Tống là La Chiếu sách thương bạc, cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, ý chí rất hăng hái. Nếu trận chiến diệt quốc nhằm vào nước Yến này thành công, y sẽ nổi danh thiên cổ. Một kỵ binh dục ngựa lao nhanh tới, cấp báo. Đại đô đốc, phía trước chiến báo, năm lộ trư hầu châu cung, châu đồ, châu hạo, châu phục, châu trường của nước Yến đã dừng quấy giày quân ta và lui lại. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Thương Chiêu Tông đã lệnh cho Mông Sơn Minh nhậm chức Đông Trinh Đại Tướng Quân. Mông Sơn Minh bây giờ đã tới trụ sở tại châu trường, khẩn cấp gọi năm vị chư hầu về gặp, dự đoán lại muốn sắp xếp lại chiến sự nhằm vào quân ta. Mông Sơn Minh tự mình đến tiền tuyến, la chiếu dơ thương bạc trong tay lên, đại quân lập tức dừng tiến. Thám tử báo, bẩm đại đô đốc, đúng vậy, nhận lệnh làm đông trinh đại tướng quân, chủ trì công việc giao chiến với quân ta được nghe mông sơn minh đến chư tướng hai mặt nhìn nhau người có tên cây có bóng ở đây có ai chưa từng nghe danh mông sơn minh nhớ năm đó vị này đã từng gây cho nước tống bao nhiêu nhục nhã làm cho nước tống phải gả mấy vị công chúa để làm hòa thậm chí có thể nói toàn thể tướng lĩnh nước tống đã từng bị bóng tối của mông sơn minh trường kỳ bao phủ vừa nghe cái tên này thần kinh lập tức căng thẳng yến sơn minh tề vô hận la chiếu trầm bổng cất tiếng ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Mông Sơn Minh, ta đã chi kỷ người này từ lâu, hận ông ta thoái ẩn quá sớm, vẫn không ngừng tiếc nuối. Bây giờ có cơ hội được đền bù mong muốn, thật là chuyện may lớn trong đời, sao có thể không vui. Người đâu, chuẩn bị một món quà quý, để bản đô đốc đưa tới bày tỏ tâm ý. Trong lời của y còn có mùi vị chiêu tức, tặng lễ, mọi người kinh ngạc, mưu sĩ Văn Du tò mò hỏi, đại đô đốc muốn tặng lễ cho Mông Sơn Minh. La Chiếu cười hỏi, chẳng lẽ không được tặng sao? Người ta đã tuổi đã cao mà vẫn còn kéo thân thể tàn phế ra trận, thật sự làm cho người ta kính nể, chúng ta có thể rộng rãi một tí. Đám người nhìn nhau, nhìn gã ta, cảm thấy trong nụ cười đó cất giấu sự kỳ lạ, luôn cảm giác chuyện không hề đơn giản như vậy. Trưởng lão lăng tiêu các tô nguyên bạch thúc ngựa tiến lên, cười hỏi, đại đô đốc chuẩn bị lễ vật gì để tặng vậy? Bên này tâm trạng của tu sĩ rất tốt, từ khi La Chiếu chỉ huy đại quân đánh vào cảnh nội nước Yến, chiến sự liên tiếp đều toàn thắng, chuyện diệt nước Yến đã nằm trong tầm tay. Bởi vậy, tu sĩ của các phe đều cực kỳ khách khí đối với gã ta. Ngựa, nghe nói Mông Sơn Minh thích ngựa, đúng ý ta. Đi, dắt con ngựa kia tới đây để ta mang đi tặng tướng quân. La Chiếu hô lên một tiếng, lập tức có người nghe lệnh. Chỉ chốc lát sau dắt tới một con bạch mã tốt, bắp thịt chắc khỏe, toàn thân trắng như tuyết, không có tí lông hỗn tạp nào. Đây chính là lễ vật của tướng Trấn thủ của Thiết môn quan Liên An Sơn lúc đầu hàng dâng cho La Chiếu mỗi ngựa thì chưa đủ la chiếu còn sai người ngay tại chỗ con ngựa may một cái áo khoác dùng vải trắng may một cái áo khoác ngoài thân cho con ngựa khiến cho người ta cảm thấy như đang đốt giấy chịu tang vẻ mặt của mọi người đều rất cổ quái phan du cười nói đại đô đốc tặng lễ vật này thật là may mắn đó lời nói đùa này khiến đám người cười ầm lên ai cũng đều biết là hắn ta đang cố tình nói ngược lại mông sơn minh không chịu nhận mình già hãy nhìn ta kích thích hắn la chiếu nói xong nhảy xuống ngựa rồi lấy bút mực giấy nghiên, tự tay viết một phong thư gửi cho Mông Sơn Minh. Người bên cạnh đến gần, xuống lại xem nội dung trên bức thư thì đều không ngừng cười ha ha, còn những tên đứng bên ngoài thì kiếng chân ngóng, nhưng cũng không thấy được đại đô đốc viết gì. Sắp xếp người đưa ngựa và tin đi, sau đó, La Chiếu lại muốn tới chỗ bản đồ, triệu tập các tướng lại lần nữa bố trí kế hoạch tác chiến, sau khi các tướng đã hiểu ý, đều lĩnh mệnh riêng rồi đi chuẩn bị phần của mình cấp cao tam đại phái của nước Tống sau khi đứng ngoài quan sát có chỗ không hiểu, Tông Nguyên Bạch hỏi một câu, đại đô đốc thay đổi kế hoạch tác chiến sao? La Chiếu gật đầu, giải thích cho mấy người nghe, đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng cái quan trọng không thể xem nhẹ. Mông Minh Sơn là một đại danh tướng tuyệt không phải là hư danh, luận về kinh nghiệm xa trường thì mạnh hơn chúng ta nhiều, tài dụng binh rất cay độc, biến hóa khó lường, đoạt được Nam Châu, tấn công Định Châu cũng có thể thấy người này là gừng càng già càng cay, một khi để ông ta chiếm được nhân mã nước Yến chúng ta tiếp tục đọ sức thì rất dễ chịu thua thiệt cứ dùng đúng cách đối phó bình thường là giao thủ với ông ta thật sự là không ổn nhất định phải điều chỉnh ngay từ xưa đến nay chuyện thất bại trong gang tắc chỉ bởi vì sự lơ là sơ suất nhiều vô số kể chúng ta sao có thể đi theo vết xe đổ đó để rồi hối hận xé ruột xé gan đại tống ta dùng toàn lực tiến công nếu như sơ sẩy để thua trận thì làm gì còn mặt mũi nào trở về gặp giang đông phụ lão văn du gật đầu rất tán thành trưởng lão lăng tiêu các tô nguyên bạch trưởng lão huyết thần điện đông ứng lai và trưởng lão liệt thiên cung thường phi nhìn nhau không hề nghĩ tới rằng xuất hiện một mông sơn minh lại khiến la chiếu phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến kế hoạch lúc trước rất đơn giản chính là đánh bại nhân mã của nước yến hay rõ hơn chính là điều binh khiển tướng chiến một trận với quân yến để giành chiến thắng kế hoạch bây giờ lại là bỏ không cùng nước yến giao chiến nữa chỉ cần một mạch hạ được trở ngại phía trước thẳng tiến đến kinh thành nước yến đông ứng lai có phần không hiểu xin thỉnh giáo không đánh bại nhân mã nước yến đoạt được Yến Kinh thì có lợi ích gì, lúc quay lại vẫn phải đánh một trận với nhân mã nước Yến sao. La Chiếu khoát tay nói cũng không phải, đây là lối đánh ổn thỏa nhất, mông sơn minh ra tay thì sao có thể để nước Hàn tiếp tục đứng xem trò vui, cũng phải bước nước Hàn động thủ. chương 985, nếu như theo kế mà thắng ông ta, ta cảm thấy có phần thắng không vẻ vang gì cả, hai. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, vẫn còn hơi mơ hồ, không hiểu được ý trong đó. Sau khi Vân Du suy nghĩ một lúc, vuốt dâu nói, ta nghĩ ta đã hiểu được ý đồ của đại đô đốc. Ồ, la chiếu lộ ý cười, một bộ dáng ta ngược lại muốn nghe ngươi nói như thế nào. Ba vị trưởng cùng nhìn Văn Du, trưởng lão liệt thiên cung thường phi nói, xin rửa tai lắng nghe. Văn Du đi qua đi lại trước bản đồ, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, chỉ vào bản đồ rồi từ từ nói ra, như lời của đại đô đốc nói, cho dù chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng đối đầu với mông sơn minh vẫn không thể khinh thường. Mông Sơn Minh chỉ huy quân tác chiến, Cùng với việc giao thủ trực diện, ai cũng không dám cam đoan rằng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với lại đấu trực diện cũng không phải là hành rộng sáng suốt, coi như chúng ta thắng thì tổn thất mà phe ta phải chịu cũng khó mà lường trước được. Mà giả dụ Mông Sơn Minh thua, chỉ sợ là ông ta cũng sẽ nghĩ cách cắn chúng ta một cái, một khi thế lực của chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó vào lúc chúng ta với nước Hàn chia nhau lãnh thổ nước Yến thì sẽ bị rơi vào thế hạ phong tay vừa chỉ con đường phía tây tiến thủ của yến kinh vừa nói lương thảo của quân nước yến đã đứng trước cảnh túng quẫn tất nhiên mông sơn minh sẽ muốn tốc chiến tốc thắng chúng ta không thể để ông ta đạt được đi hướng tây gần như quân của nước yến đã mất thế hiểm chỉ ở thế thủ mà thôi khó ngăn cản được thế trẻ tre của quân ta quân ta có thể thừa thắng xông lên phía tây không dây dưa với những vùng xung quanh khác một khi yến kinh báo nguy trên dưới nước yến tất sẽ hoảng loạn kinh thành sao có thể không thất thủ chứ Tất nhiên sẽ có lệnh khẩn cấp cho nhân mã khắp nơi nhanh chóng gấp rút tiếp viện, cho dù Mông Sơn Minh có thể đánh thì làm được gì? Cũng là hữu tâm vô lực mà thôi, chỉ có thể đuổi theo sau quân ta. Lương thảo của quân Mông Sơn Minh vốn đang gặp khó khăn, như vậy nếu hắn đi đến đây thì sẽ rất mất thời gian, cho dù đuổi kịp chúng ta thì sẽ hao tổn bao nhiêu. Đến lúc này, nếu quân ta cùng giao chiến với quân của Mông Sơn Minh, đợi cho đến khi quân ông ta hết lương thực, không cần chiến cũng tự bại thôi. Mã Yến Kinh một khi báo nguy còn có một đội quân chỉ sợ là muốn bất động cũng không được. Hắn ta lại đưa tay chỉ vùng Bắc Châu của nước Yến, Yến kinh báo nguy, quân ở phía đông có thể chặn lại giúp ta, mắt thấy quân mông sơn minh khó mà có thể cứu viện sớm muộn gì cũng sẽ bại, tất nhiên sẽ gấp gáp thúc giục quân đội phía Bắc đến giúp. Phòng ngự ở phía Bắc nước Yến sẽ buông lỏng, nước Hàn Há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đến thời cơ thích hợp, tất nhiên bọn họ sẽ xuất binh tiến công. Đồng ứng lai du dự, Hỏi, nếu như tầng lớp cao của nước Yếu vứt bỏ kinh thành để chạy trốn thì sao? Phan Du, đến mức độ này sao có thể do hoàng đế nước Yến quyết định? Dễ dàng đi qua đi lại chính là ý nghĩ của các vị pháp sư, vứt bỏ kinh thành để chạy trốn, chẳng lẽ có thể không thèm để ý đến tất cả triều thần ư? Kinh thành quan viên lớn nhỏ có bao nhiêu? Hơn nữa còn có bao nhiêu gia quyến nữa? Không phải nói trốn thì có thể trốn, tất nhiên cũng bị đại quân ta bao vây, chắc chắn sẽ chiêu quân phía Bắc đến tiếp viện. Cứ coi như có thể trốn cũng không thể nào là chỉ có một ít tu dẫn theo một ít quan viên lớn bỏ trốn, khẳng định là sẽ có quân kinh thành hộ tống một nhóm người bỏ trốn, không có khả năng bỏ lại đại quân của kinh thành, quân ta tất sẽ truy kích, đối phương vẫn phải gấp rút điều quân phía bắc đến cứu viện. Lùi người ngàn bước mà nói, dù cho tu sĩ của nước Yến dẫn tầng lớp cao của triều đình bỏ trốn, có thể chạy đi đâu. Quân bại vòng phía đông sắp đến, cũng không an toàn, chỉ có thể bỏ trốn về phía bắc nơi có trọng binh tập kết. Đến lúc đó quân ta mặc kệ bọn họ, sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt có thể trực tiếp tạo ra giới nghiêm trong kinh thành nước yến nước hàn làm sao có thể ngồi nhìn nước ta chiếm được nước yến một cách mỹ mãn như vậy nhất định sẽ quyết liệt xuất binh tiến công phòng tuyến phía bắc nước yến để tham dự vào việc chia lãnh thổ cho nên chiêu này của đại đô đốc cực kỳ cao minh cũng là biện pháp ổn thỏa nhất tầng lớp trên của nước yên cũng sẽ không thèm để ý đến sự sống chết của mông sơn minh đâu chỉ lo cái mạng của mình thôi tất sẽ liều mạng thúc giục quân ta dù hao tổn cũng có thể tiêu diệt được bởi vậy chẳng những có thể thắng mà còn dưới tình huống thắng một cách chắc chắn mà không tổn thất nhiều vậy sao cần phải dây dưa với mông sơn minh đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm kể cả chúng ta sợ ông ta thì làm sao ha ha la chiếu cười hả hê giơ tay vỗ vỗ vai văn du người hiểu ta chỉ có văn du đây văn du cười khom lưng chắp tay khiêm tốn một phen ba vị trưởng lão bừng tỉnh hiểu ra nếu nói như thế thắng lợi là không thể nghi ngờ gì nữa lập tức từng người đều lộ ra sự kinh ngạc vui mừng Tô Nguyên Bạch vỗ tay tán thành nói, Đại Đô Đốc thật sự là kỳ tài bày mưu tính kế. Trận chiến này, một khi Đại Đô Đốc đánh bại Mông Sơn Minh, chắc chắn danh tiếng của Đại Đô Đốc sẽ trở thành bất hủ. La Chiếu cười ha ha, sau khi khoát tay, lại thở dài, ta có vài phần muốn quyết đấu trực diện với Mông Sơn Minh một trận, nếu như theo kế mà thắng ông ta, ta cảm thấy có phần thắng không vẻ vang gì cả. Hai, Thường Phi khinh thường nói, trên chiến trường không từ thủ đoạn, không nên để ý quá nhiều như vậy, chẳng lẽ chưa nghe chuyện binh bất yếm trá sao, thắng chính là thắng, trên chiến trường nào có cái gì thắng mà không vẻ vang. Chúng ta may mắn theo quân ta, tận mắt chứng kiến danh tiếng của Đại Đô Đốc trở thành bất hủ, quả thật là chuyện may mắn của đời này. La Chiếu chắp tay, kế tiếp còn phải trông cậy vào sự phối hợp đắc lực của các vị. Ba vị trưởng lão cũng cùng chắp tay đáp lễ, đồng thời nói, nhất định sẽ hết sức phối hợp, tất sẽ không gây ra sai lầm cho chiến sự của Đại Đô Đốc. La Chiếu cảm ơn, rồi quay đầu nhìn về phương xa, không biết sau khi Mông Sơn Minh nhận được lễ vật của ta, có thể bị kích thích phát ra máu nóng, quyết một trận tử chiến với ta không. Ở bên ngoài chướng chủ soái của quân Trường Châu, rốt cuộc người cũng đến đông đủ, Từ Cảnh Nguyệt, An Hiển Triệu, Tô Khải Đồng, Sử Tân Mậu cùng nhau đi vào. Trước người chưa tới đủ, Mông Sơn Minh ở trong chướng không thấy, người tới trước đành phải thành thành thật thật đứng ở bên ngoài chướng chờ. Bốn người đi vào, nhìn Mông Sơn Minh đang ngồi thẳng lưng trên xe lăn, trong lòng ai cũng đều trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đồng thời chắp tay hành lễ tham kiến đại soái. Mông Sơn Minh, đều là chư hầu một phương, không cần phải khách khí với một ông lão tàn phế như ta đâu. Trước đó ta còn nói trương hổ, thật sự là già rồi, trí như kém, cuộc chiến này của các vị, ta xem không hiểu, cho nên cố ý mời chư vị đến để thính giáo một ít, có hơi mạo phạm và lỗ máng, mong rằng chư vị thứ tội. Trong đó gồm có cả trương hổ, năm vị chư hầu ai cũng đều xấu hổ, lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Vẻ mặt các trưởng lão của tam đại phái ở một bên thì không dễ chịu, thật sự là quá rõ ràng có thể nhìn ra năm vị chư hầu ở trước mặt mông sơn minh đều thành thật, thở mạnh cũng không dám, vẻ bề ngoài còn trung thực hơn bọn họ, khiến cho trong lòng những người ở đây không thoải mái. Từ cảnh nguyệt cười gượng một tiếng, thử nói, đại soái nói như vậy, năm người chúng ta thật sự cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mông Sơn Minh ngồi kia không nhúc nhích tí nào, chỉ có miệng nói, ở Bắc Châu, thiệu đăng vân chấn thủ trong địa để phòng nước Hàn không thoát thân được, ở Bột Châu có Trần Cửu, Kỳ Châu có quân của Ngô Khang An và quân của Triều Đình lẫn lộn cũng khó có thể thoát thân. chương 986, Mông Sơn Minh còn có thể cưỡi ngựa không? một Thương Châu có Ngô Công Sơn Đại Khái là chết trên tay của em trai, hiện tại các vị chắc hẳn là nhìn ra năm đó vì sao ta muốn áp chế Ngô Công Lĩnh, đúng là năm đó ta đã nhân từ nương tay. An Hiển Triệu nói nhỏ, cái này không thể trách đại soái là do vương gia năm đó nể mặt mũi Ngô Công Sơn mới ngăn cản đại soái Mông Sơn mình không quan tâm đến lời này của hắn ta, thủ hạ của ta năm đó có 18 đại tướng, cũng chỉ có 8 người còn sống. Thiệu Đăng Vân, Trần Cửu, Ngô Khang An là người này có việc bận rồi, sau đó là ta cũng không dám gọi các người đến, bây giờ dù sao ai cũng là chư hầu một phương, cũng đều đã đủ lông đủ cánh, một mình một châu hô phong hoán vũ đã quen, đâu còn thèm để vào mắt lão già tàn phế là ta đây. Hết lần này tới lần khác, vương gia bổ nhiệm ta làm Đông Trinh đại tướng quân, trong lòng ta thật sự là không chắc chắn để cho lão già tàn phê như ta chỉ huy mấy người chư hầu các ngươi ta nào dám cho nên trước tiên ta gọi các ngươi đến đây thử xem chính là muốn hỏi mấy người một câu ta có thích hợp làm đông trinh đại tướng quân không nếu đổi thành người khác nói như vậy năm người chắc chắn cho rằng là không thích hợp nói câu không xuôi tai thì bây giờ ở đại yến người có tư cách để chỉ huy mấy người bọn họ có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không có đại tư mã thương vĩnh trung bọn họ cũng chẳng thèm để vào mắt từ mọi phương diện mà nói ngay lúc này người có đủ tư cách chỉ huy bọn họ chỉ có một người duy nhất, chính là người trước mắt đang ngồi trên xe lăn này. Cho dù là tư cách và sự từng trải hay là cái gì, năm vị này đều là một tay mông sơn minh dẫn dắt, ví dụ thứ sử trường Châu Trương Hổ, vốn là một người coi ngựa không có danh tiếng gì, được mông sơn minh nhìn chúng, sau đó một tay đề bạt, cất nhắc lên, năm người kia có được như ngày hôm nay, ai mà không từng nhận ân trọng của mông sơn minh năm người đi tòng quân đã từng thuộc hạ của Mông Minh Sơn, bồi dưỡng ra từng bước đến khi trưởng thành, người nào không biết bọn họ chính lính của Mông Sơn Minh. Trước mặt ai cũng đều có thể tự cao tự đại, duy chỉ có trước mặt Mông Sơn Minh ngay cả tư cách đó cũng không có đâu. Đây cũng chính là giải thích tại sao Cung Lâm Sách sẽ đi tìm Mông Sơn Minh trước, hy vọng Mông Sơn Minh có thể đứng ra chỉ huy chiến sự. Mông Sơn Minh liên tục than phiền, năm người nghe cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác như bị tát hai cái vào hai bên mặt, nhưng lại không cái là trực tiếp bạt tai, nhưng cảm giác so với khi bị tắt thật còn khơ rô chịu hơn có thích hợp làm đông trinh đại tướng quân không năm người có đủ tư cách để nói mông sơn minh không có tư cách chỉ huy bọn họ sao cũng chỉ có thể lấy cớ nói thân thể người không tiện thôi năm người lặng lẽ nhìn và trao đổi ánh mắt với nhau cuối cùng tô khải đồng dở khóc dở cười nói đại soái người nói lời này quá đáng sợ rồi nếu người đã là đông trinh đại tướng quân chúng ta nghe lệnh là được mà tướng nghe lệnh đại soái đừng nói nữa mà tướng nghe lệnh năm người liên tiếp lên tiếng nhận lời sợ mông sơn minh than phiền tiếp mông sơn minh nói tiếp đây chính là các ngươi nói muốn nghe lệnh cũng không phải là do ta ép buộc các ngươi không không có tuyệt không có cái gì gọi là ép buộc cả đúng vậy đại soái chúng ta cam tâm tình nguyện năm người ai cũng lúng túng khó xử giờ khóc giờ cười nói ra lời cam đoan đương nhiên có thể thoải mái nói ra lời cam đoan cũng là có nguyên nhân của nó nói chuyện nguyên nhân ra cũng không phải là do năm người bất kính với mông sơn minh trên thực tế là vô cùng tôn kính là đằng khác nhưng thế cục xưa đâu bằng nay có một việc đã không thể làm theo cảm tính cứ coi như bọn họ không cân nhắc vì mình cũng phải cân nhắc cho một nhóm thuộc hạ huynh đệ thể sống chết cũng đi theo kia chứ không suy nghĩ cho các huynh đệ phía dưới thì các huynh đệ làm sao đi theo đây mà nguyên nhân hiện tại có thể thẳng thắn nói ra lời cam đoan cũng rất đơn giản đầu tiên chính là mông sơn minh có đầy đủ tư cách và sự từng trải để chỉ huy bọn họ tiếp theo là thế cục trước mắt tam đại phái khẳng định là đồng ý không cần phải lo lắng cái gì cuối cùng chính là bọn họ lòng tin với mông sơn minh nếu biết rõ sẽ thất bại tất nhiên bọn họ sẽ tính đường lui bây giờ mông sơn minh tới lại khiến bọn họ cảm thấy có thêm hy vọng suy nghĩ không đúng trong lòng bọn họ vừa dâng lên lại bị mông sơn minh ép xuống cũng coi như là có một câu trả lời thích đáng cho huynh đệ phía dưới trái lại nếu nói là thương vĩnh trung đến chỉ huy bọn họ tác chiến cứ coi như năm người bọn họ đồng ý tướng lĩnh phía dưới cũng sẽ kêu gào không đồng ý biết rõ là đi chịu chết mà vẫn còn muốn làm ai có thể tùy tiện đồng ý chứ nhưng là mông sơn minh đến thì không giống như vậy khi nhắc đến cái tên này đó chính là khối chiêu bài huynh đệ phía dưới cũng không nói gì được ở một mức độ nào đó mà nói đây chính là uy vọng trong quân của mông sơn minh làm cho người ta tin phục sau lưng cung châu là trưởng lão tử kim động nhạc uyên Đồ Châu là trưởng lão Linh Kiếm Sơn Sư Nguyên Long, Phục Châu là trưởng lão Linh Kiếm Sơn Tổ An Đức, Hạo Châu là trưởng lão Tiêu Giao Cung Thẩm Ngộ Hồng, Trường Châu là trưởng lão Tiêu Giao Cung Nông Phong Đình, đều ở một bên im lặng không lên tiếng nhìn một màn trước mắt này. Thấy cảnh này, mới có thể khắc sâu cảm nhận được tại sao phía trên lại muốn mời Mông Sơn Minh rời núi, bọn kiêu binh hãn tướng này thực chất bên trong chẳng thèm để vào mắt những trưởng lão như bọn họ, thật đúng là chỉ có lão già ngồi trên xe lăn này mới có thể chấn áp được đợi đến khi năm người bày tỏ xong thái độ của mình mông sơn minh khẽ vuốt thầm trong quân không nói đùa nếu xuất hiện chuyện lật lọng kháng lệch đừng trách ta không niệm tình xưa quân pháp của ta các người đều biết rõ rồi đó năm người đứng thành một hàng đều chắp tay nói cân tuần quân lệnh của đại soái sau khi tất cả đồng thanh nói ra chính bản thân năm người cũng cảm thấy có phần hoảng hốt dường như lại quay lại về năm ấy mông sơn minh hơi nghiêng đầu nhìn năm vị trưởng lão của tam đại phái hỏi tam đại phái có thể đồng ý cùng ta dám quân chấp pháp không ngụ ý là để người tam đại phái giúp ông chấp pháp một khi năm người kháng lệnh ông hạ lệnh một tiếng người tam đại phái sẽ giúp ông xử năm vị chư hầu theo pháp luật không phải ông không tin năm người thuộc hạ cũ của mình trên chiến trường không phải trò đùa một khi có chuyện khác thường hậu quả khó mà lường trước được lúc này ông nhất định phải mượn tay tam đại phải để làm việc năm người nghe được câu này trong lòng ầm thầm run lên bọn họ đều hiểu mông sơn minh có thể nó không cảm thấy kinh ngạc lên chiến trường thì Mông Sơn Minh chính là lạnh lùng vô tình. Năm vị trưởng lão nhìn nhau, đến mức độ này đã không còn chỗ cho sự bí mật nữa rồi, nếu không thì cũng sẽ không đồng ý để người khác đến chỉ huy thế lực của bọn họ. Năm trưởng lão cũng chắc tay hơi biểu hiện ra chút kinh ý, bày tỏ rằng sẽ tuân mệnh, mặc dù còn có vẻ hơi không quá cam tâm tình nguyện. Khúc dạo đầu đã được như ý, giọng điệu Mông Sơn Minh thay đổi, quân lệnh như núi không thể làm trái, đại quân ra trận tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật quân đội nhất thiết phải duy trì quân lệnh lập tức chấp hành năm tướng nghe lệnh có năm vị chư hầu đều chắp tay mông sơn minh lệnh từ cảnh nguyệt xuất lính quân của cung châu an hiển triệu xuất lính quân của đồ châu tô khải đồng xuất lính quân hao châu sử tân mậu xuất lính quân phục châu trương hổ xuất lĩnh quân trường châu làm giám quân năm lộ đại quân lại muốn giám quân năm lộ đại quân sao đừng nói năm vị trưởng lão ngay cả đám người trương hổ cũng giật mình sao lại có nhiều quân chấp pháp vậy chương 987, Mông Sơn Minh còn có thể cưỡi ngựa không? Hai, hửng Mông Sơn Minh lạnh lẽo hửm một tiếng chất vấn. Đám người trương hổ nhìn xung quanh hy vọng từ trên mặt nhau có thể tìm kiếm được đáp án lập tức lấy lại tinh thần, đồng loạt chắp tay quân mệnh. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, năm tướng lập tức về các bộ, liên hệ các châu lân cận tập kết quân đội cùng quân tống giao chiến, nhanh chóng báo cáo cho ta biết tình huống tập kết quân của các châu, đi đi. Tuân mệnh, năm người một lần nữa lĩnh mệnh, cứ như vậy xong rồi, xác nhận không có chuyện gì khác mấy người lần lượt cáo từ mông sơn minh trương hổ vừa dẫn bốn người ra khỏi doanh trướng đột nhiên một tiểu tướng bên ngoài bẩm báo đại nhân phía trước truyền đến tin tức nói rằng đại đô đốc quân tông đưa tới một lễ vật tặng cho mông soái mấy người nhìn nhau la chiếu lại tặng lễ vật cho mông soái đây là chuyện gì vậy trương hổ hỏi có biết là lễ vật gì không tiểu tướng trả lời một con chiến mã và một phong thư chiến mã và thư trương hổ nhíu mày vất tay ra hiệu mang tới đây những người còn lại cũng quan tâm chuyện này, nhóm An Hiển Triệu bao gồm cả mấy vị trưởng lão của Tam Đại Phái cũng muốn xem là có chuyện gì, lập tức tạm thời ở lại. Việc này đương nhiên sẽ không che giấu mông Sơn Minh, Trương Hổ vào trong trướng bẩm báo một tiếng, sau khi nghe tin mông Sơn Minh cũng cảm thấy có phần kỳ quái, hơi nghi ngờ có phải là hình thức la chiêu khuyên đầu hàng không. Sau một lúc, đằng trước cấp tốc mang lễ vật của Đại Đô Đốc Quân Tống lên, là Đại An đẩy mông Sơn Minh ra khỏi doanh trướng nhìn. Ngựa thì đích thực là một con ngựa tốt, ngựa tốt cao lớn toàn thân trắng như tuyết nhìn cũng biết là một con ngựa tốt số một ở trên cỏ xanh mạnh mẽ hí lên một tiếng chỉ là trên thân ngựa có một áo khoác vải trắng thấy thế nào cũng có chút dở dở ương ương có phần giống như quấn vải liệm mông sơn minh huyến luyện anh dương võ liệt vệ tất nhiên biết tầm quan trọng của chiến mã đối với kỵ binh nhìn thấy con ngựa này trong mắt cũng khó nhịn mà có chút yêu thích thư đến tay mông sơn minh mở ra xem nhìn qua ký tên mới biết là do la chiếu tự tay viết về phần nội dung trong thư, lại khiến Mông Sơn Minh nhớn mày, không khỏi trước mặt mọi người hù lạnh một tiếng. Nhìn thấy phản ứng của ông, người bên cạnh đều muốn biết nội dung trong đó là gì, Trương Hổ thử hỏi, đại soái trong thư viết gì vậy? Mông Sơn Minh cũng không giấu giếm, thuận tay đưa ông ta nhìn. Trương Hổ nhận bức thư rồi nhìn nội dung, lập tức vẻ mặt trở nên dữ tợn nghiêm nghị quát, tên tiểu tử la chiếu quá ngông cuồng rồi. Nội dung như thế nào? Đám người tô khải đồng cấp tốc tiến lên giật thư tụ lại cùng một chỗ xem, chỉ thấy trong thư chỉ có một câu ngẩn ngủi, mông sơn minh còn có thể cưỡi ngựa không ký tên là la chiếu đáp lễ ở bên trên thư này kết hợp với chiến mã la chiêu đưa tới không khó để lý giải ý đồ trong đó đây là muốn châm chọc mông sơn minh tàn phế cho dù có đưa lừa khỏe ngựa tốt tới cho ngươi ngươi cũng không thể cưỡi được dường như là đang diếu cợt mông sơn minh già rồi chân cũng đã tàn phế còn chạy tới chiến trường làm gì lại nhìn trên thân con chiến mã kia cố ý khoác áo vải trắng ý đồ trong đó tất nhiên nhìn qua cũng hiểu ngay không phải là tặng lễ gì cả mà là khoác hiếu đến là đến đưa ma mông sơn minh càng như châm biếm nhục nhã mông sơn minh nhóm người tô khải đồng ai cũng đều tức giận đến mức bốc khói trên đầu đứng đó giận dữ mắng mỏ chửi la chiếu thật sự quá ngông cuồng mang đao đến đây trương hổ lại là người muốn lấy đao chém ngựa dắt chiến mã đến chỗ để đao đằng đằng sát khí chiến mã kia dường như có linh tính cảm nhận được ác ý của trương hổ bắt đầu di chuyển không yên chiến mã tình tình nóng này lại bị quân sĩ gắt gao níu chặt dây cương. Ngay lúc Trương Hổ chuẩn bị vung đao chém ngựa, mông sơn minh quát dừng tay. Là Đại An đẩy ông tới chỗ con ngựa trắng kia, Trương Hổ quay đầu, giờ đao chỉ con ngựa trắng, cố sức nói, đại soái tên La Chiếu mông cuồng, lễ này không thể giữ lại. Tại sao không thể giữ lại? Lừa khỏe, ngựa tốt vốn không có tội gì. Mông Sơn Minh ra hiệu cho người bên cạnh tháo áo trên thân con ngựa xuống, giơ tay vỗ vỗ thớ ngực trắng kiện của Tuấn Mã, lại quan sát con ngựa tốt này, yêu thích cảm thán nói, ngựa tốt. Lễ này ta nhận, thay ta viết phong thư cho La Chiếu, viết rằng lễ vật của gã, ta rất thích, nếu như có cơ hội gặp mặt, ta tất sẽ có lễ tặng lại. Sử tân mậu cũng đi tới khuyên ngủ, đại soái tặng ngựa này không có ý may mắn, giữ ở bên người thật sự không ổn, không nên giữ lại. Đột nhiên mông sơn minh quay đầu, quát lớn, ai cần ngươi lắm miệng. Quân lệnh đã hạ, các ngươi còn không đi, còn ở đây làm cái gì, chắc là muốn lấy thân mình thử quân pháp hả? Đám người sử tân mậu không dám nói gì, ai cũng có vẻ mặt ảo não rời đi. Với việc mông sơn minh đích thân tới tiền tuyến, trạng thái chiến trường trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, quân tống đột nhiên thay đổi sách lược và phương pháp tác chiến, không dây dưa với quân yến nữa, thừa dịp quân đang có thế trẻ che tấn công mạnh về phía tay, chỉ cần người hơi biết về chiến sự cũng có thể nhìn ra, đây là quân tống muốn thẳng đến kinh thành nước yến rồi. Yến Kinh, trên triều đình lập tức đều sợ hãi. Không ai ngờ nổi mông sơn minh ra mặt, còn chưa làm gì, đã khiến cho chiến sự thay đổi cực kỳ kịch liệt. Đám người trên triều đình còn không biết chiến cuộc thay đổi là vì có mông sơn minh. Nếu biết ông ta có lực ảnh hưởng lớn đến vậy, lại khiến cho quân tông quay mũi giáo tới bọn họ đang ở kinh sư, sợ là sẽ phải hối hận vì đã để mông sơn minh xuất trinh. Trong ý thức của họ là phải đánh hết bên dưới rồi mới có thể uy hiếp tới mình. Đột nhiên nguy cơ ập tới, trung tâm quân cơ yên kinh liên tiếp truyền chỉ hạ lệnh thúc giục đại quân chặn đường quân tống. Lúc này, các quyền quý ở kinh thành đương nhiên sẽ coi việc tự bảo vệ mình là ưu tiên đầu tiên cần giải quyết, làm sao mà quan tâm bên dưới phải đánh thế nào, nếu ngay cả triều đình trụ cột còn không gánh nổi, thì quản cái gì nữa. Để không ảnh hưởng đến tiết tấu của mông Sơn Minh, thương triều tông đứng vững trước áp lực chỉnh quân ở lại thích xúc chờ ông ta. Mông Sơn Minh đã biết tình hình chiến đấu, Thương Triều Tông tin tưởng ông ta sẽ biết cần làm gì, cũng tin tưởng Mông Sơn Minh biết chuyện gì cần kíp hơn. Hai người đã bàn bạc thỏa đáng, Mông Sơn Minh đích thân lên tiền tuyến, việc đầu tiên cần giải quyết là nắm lấy đại quân nước yên, không thể thiếu việc loại trừ quấy nhiễu của bên trên, nói trắng ra, ở một mức độ nào đó có thể coi như cướp đoạt binh quyền với triều đình. Thứ binh quyền này không phải chỉ một ý chỉ là có hiệu quả ngay, một ý chỉ ban xuống cho người được, thì một ý chỉ khác ban xuống cũng lấy của người được, cho nên, chỉ dựa vào ý chỉ bên trên ban xuống là không đủ, cần phải tự mình đi tranh. Cũng chẳng có cách nào khác, không thống lĩnh được binh quyền, hỗn loạn ẩm ý, thế cục như vậy, không thể đánh nổi. Không phải thương chiêu tông tham lam gì binh quyền này, mà là tình trạng đại yên đến nước này, nếu muốn giữ đại yên, y không thể không làm vậy. Chỉ có đấu tranh, và thắng được, mới có thể tự quyết định cuộc chiến này phải đánh thế nào. Nếu không phải vì nguyên nhân này, vì sao việc đầu tiên Mông Sơn Minh làm là gây dựng năm đạo quân chấp pháp? Đội chấp pháp quân khổng lồ như thế đều do bộ hạ cũ của ông ta tạo thành, đương nhiên sẽ dần dần hiển lộ thâm ý giấu giếm bên trong. Trên mặt bàn, thương triều tông gắng chịu áp lực tranh cãi với triều đình. Triều đình muốn đại quân chinh chiến khẩn cấp chặn đường quân tống. Thương triều tông lại lấy lý do quân mã chưa chỉnh đốn thỏa đáng, đánh xe bại để kéo dài. Triều đình muốn để chư hầu các châu Nam Châu, Cung Châu, Đồ Châu, Hạo Châu, Phục Châu và Trường Châu đưa người của mình còn đang ở nhà ra tham chiến thương chiêu tông sống chết cũng không đồng ý. chương 988, tranh đoạt binh quyền. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là hang ổ của tướng sĩ của các chư hầu, một nhà già trẻ lớn bé của các tướng sĩ đều ở nhà, có số nhân mã đó giữ nhà, quân tông mới không dám tùy tiện tiến công, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể yểm hộ rút lui. Nếu điều động hết số nhân mã đó đi, ai sẽ bảo vệ gia đình các tướng sĩ? Trông cậy vào triều đình sao? Không trông được, tướng sĩ chư hầu vốn đã không một lòng với triều đình lại càng không yên tâm tác chiến cuộc chiến này còn đánh làm sao nữa nếu thực sự bước những người này quá vì tự vệ không biết khi nào họ sẽ câu thông với nước địch làm phản đâu y cũng sẽ không dễ dàng điều nhân mã nam châu của mình y để giúp đại yên đề phòng nước triệu một khi nước triệu xuất binh y không thể để cho đại quân nước triệu tiến quân thần tốc tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút tranh thủ chút thời gian cho chiến sự bên khác huống chi chiến sự lúc này không phải chỉ cần tăng thêm nhân mã là có thể giải quyết nếu nhân mã trên tiền tuyến không đánh thắng được thì có điều thêm nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành gánh nặng. Chỉ một mục lương thảo thôi đã có thể đè sập rồi. Giảng đạo lý này với đám trên triều kia không hiểu, triều đình chỉ một hai thúc giục xuất binh bảo vệ đám quyền quý tụ tập ở Kinh Sư. Thường triều tông kiên quyết chống lại, lấy lý do làm vậy sẽ bức chư hầu làm phản. Một mặt khác, y cũng phải báo cho chư hầu năm đường kia biết chuyển, chỉ có y mới có thể chống chọi với áp lực triều đình, bảo vệ đường lui cuối cùng cho chư hầu năm châu kia. Đồng thời, 10 vạn thiết kỵ đã đóng ở nơi thuận tiện, một khi có nhân mã của chư hầu đạo nào gặp chuyện ngoài tiền tuyến, đại quân của y lập tức sẽ tới hang ổ của chư hầu ấy. Đội ngũ vận lương lam như đình tập trung ở Nam Châu cũng đã xuất phát, bảo đảm cung ứng lương thảo cho 10 vạn thiết kỵ này. Hiện giờ, rất khó kiếm được lương thảo từ nơi khác, thương chiêu tông chỉ có thể tìm cách nhín ra từ Nam Châu của mình. Đến nước này, thực sự không thể làm gì khác nữa rồi, mông sơn mình kéo lấy thân thể vừa già vừa tàn tật, gần như một mình ra tiền tuyến, trên tay không có một binh một tốt đi thống ngự đám kiêu binh hãn tướng kia. Có một số việc, nếu chỉ dựa vào một mình Mông Sơn Minh sẽ dễ dàng xảy ra biến cố, cho nên Thương Chiêu Tông muốn giúp một tay, ân uy cùng thi. Y muốn ổn định quân tâm của Chư hầu năm đạo, một mực khống chế thế lực này. Để cứu Vãn Đại Yên đã tràn ngập nguy hiểm, Thương Chiêu Tông chẳng quan tâm tới bêu danh hay không bêu danh, thực sự trong ứng ngoài hợp với Mông Sơn Minh chống đỡ nước Đại Yên sắp sụp đổ này. Thương Chiêu Tông chống đỡ bên trong, Mông Sơn Minh trình chiến bên ngoài. Trải qua chuyện như vậy, bản thân Thương Chiêu Tông đã nhanh chóng trưởng thành. Còn cả Lam Như Đình ở Nam Châu đang dốc hết tâm huyết xoay sở nghĩ hết biện pháp góp nhặt vật tư để phòng khả năng bất chắc. Như Hữu Đạo vẫn đang nấp đằng sau lặng lẽ quan sát. Chuyện bên ngoài, hắn buông tay cho bọn Thương Chiêu Tông làm, có một số việc, hắn nhúng tay chưa chắc đã có thể làm tốt, chỉ có thể nghiêm mật chú ý bốn phía, chờ tới lúc cần mình ra tay, sẽ tận lực đảm bảo an toàn cho bọn Thương Chiêu Tông đúng như Hoàng Liệt nói, như hữu đạo âm trầm trốn sau màn như một con rắn độc lúc nào cũng có thể lao ra cắn người. Sợ là kế hoạch ám sát thương chiêu tông và mông sơn minh sẽ thất bại. Trong hoàng cung nước tấn, thái thúc hùng chiêu thiệu bình ba đến bàn bạc. Vừa gặp mặt đã thông báo một tin không coi là tốt. Thiệu bình ba đứng trước bàn thi lễ, ngẩng đầu, hơi khó hiểu hỏi, bệ hạ nói vậy là có ý gì. Mông sơn minh hạ lệnh điều toàn bộ tu sĩ nước tấn đi, có việc phải làm. Người đoán xem có việc gì cần làm. Tin tức nhận được có hạn, làm sao đoán được?" Thiệu Bình ba chắp tay thỉnh giáo, "Vi thần ngu dốt, xin bệ hạ chỉ giáo." Thái Thúc Hùng lắc đầu cười nhạo, "Mông Sơn Minh lại để cho tu sĩ nước Tấn của cô vương nghĩ cách ám sát đại đô đốc La Chiếu của nước Tống." "Nói đùa à, La Chiếu được thiên quân vạn mã bảo vệ, người bên ngoài còn không thể đến gần, huống chi bên cạnh y còn có rất đông tu sĩ cao thủ của nước Tống, làm sao ám sát được?" Thiệu Bình ba nhíu mày, ánh mắt hơi chuyển, chợt PSN ra mấy chữ, nhiều hữu đạo ra tay." a à, sao người biết, thiệu bình ba cân nhắc xem nên trả lời thế nào, đây là trực giác với đối thủ cũ. Mông Sơn Minh đột nhiên đưa ra chiêu này, y lập tức ý thức được là có nghiêu hữu đạo ở sau lưng dở cho quỷ. Nghiêu hữu đạo đề phòng tu sĩ nước tấn, y cũng không thấy lạ. Y hiểu rõ, nghiêu hữu đạo đang phòng mình. Chư hầu năm đạo biết rõ tình huống nhân mã xung quanh rồi, Mông Sơn Minh liền hạ một đạo quân lệnh khiến cho mọi người trong triều đình nước Yến đều chấn kinh biến sắc. Ông ta lệnh cho nhân mã của các chư hầu làm chấp pháp quân, đồng thời tập kết tất cả trọng binh các châu trong yến đình, phân phối lại từ đầu, chia làm 5 bộ phận, lệnh cho chư hầu năm đạo phải theo dõi sát sao một trong năm bộ phận đó. Nếu năm bộ nhân mã đó dám kháng lệnh, nhân mã chư hầu lập tức diệt. Quả thực là không cho nhân mã phe triều đình đường sống mà. Triều đình, trước mặt thì bị buộc phải liều mạng với quân Tống, sau lưng còn có nhân mã chư hầu nhìn chằm chằm muốn hạ độc thủ. Còn quá đáng hơn Mông Sơn Minh lệnh cho nhân mã truy kích quân tống rút lui toàn bộ, lệnh cho nhân mã trừ hầu đốc xúc triệt để việc rút lui, kẻ trái lệnh giết. Không bao vây chặn đánh quân tống khác nào bỏ mặc cho quân tống đánh thẳng đến kinh sư nước Yến, thử hỏi các vị trong triều đình nước Yến từ trên xuống dưới làm sao không chấn kinh. Đây là cố ý muốn hại chết hết quan viên trong triều từ trên xuống dưới sao. Thương triều tông lại hạ lệnh cho triều đình phải giữ lại quân đội ở tại các châu phủ, nói rằng đến lúc bọn họ phải tận chung với triều đình, sẽ để họ tập kết đi chặn đường quân tống. Người của triều đình ở các châu phủ lập tức ân cần hỏi han tổ tông các đời nhà y, tương đương với mắng luôn cả thương kiến hùng. Ngay cả đại quân các lộ còn không đỡ nổi quân tống, lại bảo chúng ta đi. Nói đùa cái gì thế? Bệ hạ, thương chiêu tông đang giấu tâm làm loạn, 10 vạn thiết kỵ của y ở đó, căn bản không có ý định tham chiến, bây giờ lại để cho đại quân các lệ dừng bao vây chặn đánh quân tống, thậm chí còn rút lui về. Y cố ý chôn vùi kinh sư đó. Trong thư phòng, thương vĩnh trung bi vẫn khiển trách thương kiến hùng ngồi đối diện sau đống hồ sơ sau khi giao lại đại quyền chinh chiến cho thương triều tông lão ta lập tức quay về kinh thành hiện đang nơm nớp lo sợ nghĩ muốn phủi sạch tội trên người cũng khó xảy ra chuyện lớn như vậy muốn yên ổn không bị ai cắn là điều không thể dù sao vẫn còn có người muốn ngồi lên cái ghế đại tư mã này của lão đương nhiên lúc này lão ta muốn dẫm chết thương chiêu tông để chứng minh chuyện trước đó ngô công lĩnh đào thoát là do thương chiêu tông cố ý dung túng sau đó, lão chạy tới tiếp nhận cũng là bị thương chiêu tông hại. Không thừa cơ hội này đổ với trách nhiệm cho thương chiêu tông còn có lúc nào nữa. Sắc mặt thương kiến hùng rất khó coi, chính lão hạ chỉ bắt thương chiêu tông lại, cũng chính là lão hạ chỉ rửa sạch tội danh cho thương chiêu tông, lại dùng lần nữa. Chẳng lẽ lại lần nữa hạ chỉ miễn trước đại đô đốc trinh phạt của y sao? Lật lọng như thế, ý chỉ triều đình thành cái gì? Sắc mặt của đồng mạch đứng gần đó cũng không khá hơn cao kiến thành. Hai người họ đều hiểu rõ, một khi quân tống công hãm kinh thành, dù bên này có thể thoát đi cũng chỉ có một bộ phận đi thoát được, đại bộ phận quan viên và gia quyến trong triều sẽ khó mà may mắn thoát khỏi đại nạn. Bỏ lại những người này chẳng những mất hết uy tín, mà họ đều là người nắm giữ quyền vị của họ, bỏ họ lại, tương đương với ném đi 78 phần khống chế quyền thế đại yên. chương 989, ý ta đã quyết một. Dù có liều mạng kéo lấy một nhóm lớn chạy trốn, thì tốc độ sẽ cực kỳ chậm, viện quân không đến kịp chẳng lẽ trốn được truy sát của quân tống sao? cho nên với đám đại quan bọn họ không thể mất kinh sư được suy cho cùng vẫn là muốn các lộ nhân mã cản lại quân tống đồng mạch trầm giọng nói bệ hạ kinh sư không thể sơ sẩy được nếu không gánh nổi thủ đô nước yến làm sao giữ được đại yên thương kiến hùng hít một hơi thật sâu mặt đen lại nói truyền chỉ thương chiêu tông nghịch mệnh không từ lệnh cho nhân mã các châu phủ không tiếc đại giới chặn đường quân tống thương vĩnh trung buồn bã nói bệ hạ chậm rồi Mông Sơn Minh đã khống chế nhân mã chư hầu năm đường làm chấp pháp quân, cưỡng ép bức bách nhân mã các bộ phải nghe lệnh, không nghe liền giết. Nói một câu không dễ nghe, mặc dù nhân mã các bộ nhiều hơn chư hầu mấy đạo, nhưng căn bản không phải đối thủ của nhân mã các chư hầu. Còn có Trần Cửu ở Bột Hải Châu, Ngô Khang An ở Kỳ Châu, quân lệnh của Mông Sơn Minh vừa đến, bọn họ sẽ là người đầu tiên chấp hành. Chẳng lẽ bệ hạ không hiểu sao? Đây đều là bộ hạ cũ của Ninh Vương. Ngay từ đầu bệ hạ không nên ủy quyền cho Thương Chiêu Tông, cũng không nên cho y cơ hội nắm quyền. Bây giờ, y nắm được binh quyền rồi, làm sao có thể dễ dàng buông tay. Bộ hạ cũ của Ninh Vương, với người ngồi ở đây, sáu chữ này như gai đâm vào thịt. Thương kiến hùng càng nghẹn họng, cực kỳ bực bội, vì sao năm xưa lão lại tiến hành trận đại thanh tẩy kia. Chính là sợ cục diện mất khống chế này. Kết quả, thanh tẩy chưa triệt để, cục diện không muốn thấy nhất vẫn xuất hiện, bọn họ kêu gọi nhau cùng gây họa lão cực hận lão càng khắc sâu oán hận với ba phái lớn đến tận xương tủy nếu không phải vì ba phái lớn cản tay làm sao năm xưa lão thanh tẩy không triệt để chứ nhưng nói đi cũng phải nói lại năm xưa lão thanh tẩy thành công cũng là dựa vào sức của ba phái lớn nếu không đối mặt với một đám tướng lĩnh tay cầm binh quyền lão chẳng có cách nào ra tay cũng không dám ra tay đáng tiếc lão chẳng nhớ cái tốt của ba phái chỉ nhớ cái thiếu sót lão càng đau khổ hơn là chuyện tới nước này rồi lão không dám giải trừ binh quyền của thương chiêu công không dám tùy tiện hạ ý chỉ kia đúng lúc này tổng quản thái giám điền ngữ đứng bên ngoài bẩm báo vào bệ hạ trưởng môn tử kim động cung lâm sách đã tự mình đến tiền tuyến tìm mông sơn minh thế cục như vậy triều đình mất khống chế với binh quyền khẳng định phải mời ba phái lớn ra mặt giải quyết đồng mạch nghe vậy gật đầu hy vọng cung trưởng môn có thể giải quyết việc này thương kiến hùng trầm giọng nói không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào ba phái đó nhất định phải chuẩn bị song song Chuyên mật chỉ, mệnh cho bác bộ tập kết nhân mã chuẩn bị sẵn sàng, một khi ba phái lớn không giải quyết được phải lập tức điều một nhóm gấp rút tới tiếp viện kinh sư. Thương Vĩnh Trung thân là đại tư mã không thể không nhắc nhở, bệ hạ, một khi điều nhân mã bắc bộ, phòng tuyến sẽ bị mỏng đi, đại quân Hàn Quốc có thể sẽ giết vào bất kỳ lúc nào. Thương Kiến Hùng nổi giận, ném chặn giấy trên bàn ra ngoài, giận dữ mắng mỏ còn không phải vì chuyện tốt thằng ngu nhà ngươi làm ra sao. Nếu ngươi không để ngô công lĩnh chạy mất, làm sao có hậu hoạn. Cạch một tiếng, chặn giấy rơi xuống đất, thương vĩnh trung muốn tránh cũng không dám tránh, bị đập trúng bả vai, đau tới quéo mặt lại. Lão không dám nói lại gì, chỉ là trong lòng biệt khuất vô cùng. Ai cũng nói, hòa bình là thiên hạ của quan văn, chiến loạn là thiên hạ của quan võ, vậy mà lão làm đại tư mã lại cảm thấy cực kỳ tủi thân. Đồng mạch và cao kiến thành nhìn nhau, cả hai đều có thể hiểu cho cảm xúc của bệ hạ. Một khi kinh thành thất thủ, lại không điều được đại quân đến giúp sẽ ảnh hưởng cực lớn đến uy tín của hoàng đế bệ hạ. Huống chi, địa vị của kinh sư thực sự quá quan trọng, không thể sơ sẩy. Một khi đứng trước cuộc diện không thể không rút lui, đừng nói đến quan viên lớn nhỏ cùng gia quyến trong kinh sư có thể vứt bỏ không, ngay cả số phi tử đông đếm không xuể trong hậu cung của bệ hạ, một khi đã rơi vào tay loạn quân, không khó tưởng tượng sẽ phải chịu tai ương gì, làm sao bệ hạ chịu nổi. Cũng không thể vứt bỏ quan viên triều đình dẫn đám phi tử kia chạy trốn. Bỏ lại cả đống quan viên triều đình chỉ đem theo phi tử chính là cần mỹ nhân không cần giang sơn rồi hoàng đế bệ hạ đi rồi đừng mong quay lại nữa. Không có các quan viên bên dưới ủng hộ, dựa vào hoàng đế và mấy đại quan triều đình có thể trưởng khống cả nước yên sao. Đương nhiên, với các đại quan triều đình cấp tam công như bọn họ, nếu thực sự phải rút lui, thế nào triều đình cũng sẽ nghĩ cách đưa theo gia quyến của họ đi cùng, còn các quan viên khác thì khó mà nói được. Vấn đề là hiện giờ vẫn không thể công khai để cho quan viên trong kinh sư nghĩ cách đưa người nhà mình đi trước. Nếu không, bách tính không phải kẻ mù, nhiều quan viên chuyển gia quyến đi như thế, làm sao họ không thấy. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được, quân địch còn chưa đánh tới, kinh sư đã hỗn loạn triệt để. Đây chính là cái khó khi làm chủ một gia đình lớn, phải lo lắng nhiều thứ lắm. Quân Tống xua binh thẳng đến Kinh Thành, khiến cho triều đình nước yên khủng hoảng đến mức khó mà tưởng tượng được. Có thể nói, sách lược của Đại Đô Đốc Quân Tống La Chiếu đã đâm trúng uy hiếp của nước yên. Từ khi Mông Sơn Minh hạ lệnh triệt binh từ bỏ ngăn cản quân Tống, Dọc đường quân Tống xâm nhập vào cảnh nội nước Yên gần như thông suốt. Cũng có vài phiền phức nho nhỏ, nhân mã ở tại các châu phủ các nơi trong nước Yên không ngừng quấy rối, cũng đào đường, chắn đường, hoặc gãy cầu, tóm lại là nghĩ tất cả các biện pháp kéo dài tốc độ tiến quân của nhân mã quân Tống, nhưng cũng chỉ là kéo dài một chút, căn bản không giữ được. Đại quân tiến lên, tạm vứt bỏ tất cả, một tòa dịch trạm người đi nhà trống trở thành quân chướng lâm thời. Từ khi vạn thú môn bán kim xí ra, tác dụng của dịch trạm yếu dần trong dịch trạm bốc lên khói bếp, trong hành lang dịch trạm, đối diện địa đồ trên tường, tâm tình la chiếu khá nặng nề. Hành động của mông sơn minh khiến cho y trở tay không kịp. Tô Nguyên Bạch, Đồng ứng Lai, like, Thường Phi đều nhìn Văn Du từ bên ngoài đang bước nhanh vào. Văn Du khẽ gật đầu với mấy người coi như chào hỏi, tới trước mặt la chiếu, bẩm báo, thám tử báo tin, mông sơn minh hoàn toàn yêu cầu nhân mã trong nước yên rút lui. Mông sơn minh tập kết 300 vạn chúng, chia làm năm đạo lui về, hướng rút lui đều là sông Đông Vực. Sông Đông Vực chính là ranh giới nước Yên và nước Tống chia nhau mà chị. Nghe tin vậy, Tô Nguyên Bạch, Đồng Ứng Lai và Thường Phi không ngồi nổi nữa, đều buông chén trả xuống đứng dậy. Văn Du tiếp tục báo cáo, theo như thám tử ở sông Đông Vực báo lại, quân Yên đang trắng trợn chặt cây, buộc bè gỗ, rõ ràng đang chuẩn bị cho đại quân vượt sông. Xem ra Mông Sơn Minh không gấp rút tiếp viện kinh thành tấn công đại Tống ta. Tô Nguyên Bạch nói, chẳng lẽ Mông Sơn Minh thực sự có thể ngồi nhìn kinh thành Đại Yên thất thủ? Hai, La Chiếu nhìn chằm chằm vào địa đồ, thở dài, ta đã xem thưởng lực ảnh hưởng của Mông Sơn Minh tại nước Yên. Ta không ngờ lão ta lại có thể nhanh chóng kiềm chế nhân mã nước Yên. Ngay từ đầu lão ta đã nắm chặt tiến thối quân Yên trong tay, điều khiển thuận tiện như cánh tay. Nước Yên loạn như thế, quân tâm tan rã, lại bị lão ta thu vào trong tay nhanh như vậy, lão gia hỏa này thực sự rất không đơn giản. Đồng ứng lai nói, không phải đại đô đốc nói triều đình nước yên sẽ liều mạng hạ lệnh cho lão gấp rút tiếp viện chặn đường quân ta, ta sẽ quần cho lão chết mệt sao? La Chiếu đáp, khẳng định là vậy. Về cơ bản, tình hình triều đình các quốc gia đều giống nhau, đơn giản chỉ là xem quốc quân bên nào khống chế cân bằng tốt hơn mà thôi. mươi 990, ý ta đã quyết hai. Triều đình nào cũng không thiếu một phe phái tiểu nhân vì tư lợi, khi gặp chuyện, khẳng định điều đầu tiên họ nghĩ đến là tự bảo vệ mình, làm sao quan tâm đến sống chết của tướng sĩ bên dưới theo bọn họ nghĩ nếu ngay cả bọn họ cũng không gánh nổi tướng sĩ bên dưới sống hay chết có ý nghĩa gì do vậy tất nhiên họ sẽ hạ chỉ thúc giục mông sơn minh truy kích chặn đường quân ta có điều y có vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào địa đồ lắc đầu theo như dự đoán trước đó mông sơn minh sẽ không thể không nghe lời triều đình không thể không liều mạng tiến tới rồi bị quân ta mài chết thực sự ta không ngờ mông sơn minh lại có thể khống chế được binh quyền nhanh như vậy xem hành động của lão ta bây giờ hiện tại lão đã nắm được binh quyền tuyệt đối đối kháng với ý chỉ triều đình lão ta đã biết sinh tử yếu hại không thể nào lại nghe lệnh triều đình đoán chừng là lấy cớ ngoài biên cương có thể không nhận lệnh triều đình sợ là kế hoạch mài chết lão của chúng ta hỏng rồi căn bản là lão ta ăn không vào lão ra hỏa này thủ đoạn trên chiến trường đích thực là cay độc thường phi trầm giọng nói nếu lão ta đánh vào cảnh nội nước tống ta sẽ phiền phức lắm phải chăng đại quân ta nên lui về thủ thay vì không văn du lắc đầu không ổn bây giờ rút lui vừa vặn chúng phải gian kế của mông sơn minh vừa vặn để cho mông sơn minh hóa giải được nguy hiểm của kinh thành nước yên chứng minh được lão ta chống lại ý chỉ của triều đình là đúng hẳn đây chính là mưu đồ của lão la chiếu hơi gật đầu không ngờ nước yên loạn như thế mông sơn minh còn có thể nhanh chóng khống chế được nhân mã nước yên đối phương chỉ cần lệnh cho đại quân giao chiến rút lui y liền khó xử nói tới nói lui sở dĩ tính sai suy cho cùng vẫn là không tính đến chuyện mông sơn minh có thể nắm được nhân mã nước tống nhanh như vậy một người đã rời khỏi binh quyền đại yên lâu như vậy còn là một lão đầu tàn phế phải đối mặt với chư hầu các phương tự nuôi binh đối mặt với đại quân triều đình vừa quay lại liền nắm lấy phong vân chẳng mấy chốc đã lại nắm được quyền chủ đạo với quân quyền nước yên người khác không trải nghiệm đủ thân là nhân tài lăn lộn trong quân ngũ trường kỳ y có thể cảm nhận được điều này có ý nghĩa gì thực sự khiến cho người ta thán phục đây là điều mà lúc trước La Chiếu Y có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dù hiện tại đang hiển hiện ngay trước mắt đây Y cũng khó mà tưởng tượng nổi. Thường Phi nhìn Văn Du chăm chú, chẳng lẽ lại để mặc cho Mông Sơn Minh đánh vào Đại Tống. La Chiếu cười lạnh, Đại Tống ta há lại dễ đánh vào vậy sao? Đại quân ta xuất kích há lại không để lại phòng ngự hậu phương. Dọc bờ sông Đông Vực đã bảy hai trăm vạn trọng binh, dựa vào thế hiểm mà thủ. Sông lớn khó khăn, đối mặt trận đánh, chỉ có 30 vạn nhân mã mà dám tùy tiện công phá phòng tuyến của ta. Tô Nguyên Bạch nghi ngờ hỏi, đã chắc chắn như vậy, vì sao Đại Đô Đốc vẫn còn trần chờ trước địa đồ? La Chiếu khoát tay, cũng không phải là trần trừ, mà ta đang tính toán lương thảo trong tay mông sơn minh còn có thể kiên trì được bao lâu. Điều này sẽ quyết định xem đại quân ta sẽ tiếp tục chấp hành theo kế hoạch ban đầu hay lui về phòng thủ. Tô Nguyên Bạch A một tiếng, vậy Đại Đô Đốc có ý gì chưa? La Chiếu lại nhìn địa đồ, lại xem bố trí phòng ngự ở bờ sông đông vực của nước Tống, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu diễn đi diễn lại cảnh công thủ. Y cứ lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích gần nửa canh giờ. Mấy người ở đây biết y muốn ra quyết định trọng đại, cần phải suy nghĩ thận trọng, cũng không dám lên tiếng, tùy tiện quấy dày mạch suy nghĩ của y, chỉ lẳng lặng chờ bên cạnh. Một hồi lâu sau, La Chiếu thở dài một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết, nói, lương thảo trong tay mông sơn minh sẽ không kiên trì nổi đến 10 ngày trọng binh phòng thủ dựa theo hiểm địa dọc sông đông vực không phải bằng giấy ta thôi diễn lặp đi lặp lại trong đầu cho dù mông sơn minh lão có lợi hại hơn nữa ta cũng không tin phòng tuyến của ta sẽ không kiên trì nổi 10 ngày có lẽ hành động này của mông sơn minh chính là vì muốn dẫn dụ nhân mã của chúng ta lùi lại giải vây cho kinh thành nước yên y quay lại nhìn đám người quốc chiến là đánh về quốc lực lương thảo chính là điểm yếu hại quả quân yên mông sơn minh đánh mãi không xong hao hết lương thảo tất nhiên sẽ không chiến tự bại vì sao phải lui về, bây giờ ta lui lại sẽ trúng gian kế của lão. Một khi lão thành công, khôn khắc gì đã chứng minh được với yên kinh rằng sách lược của mình là đúng, lão sẽ càng chiếm được nhiều quyền tự chủ hơn, sẽ càng dễ khống chế nhân mã triều đình. Mà quân ta sẽ gặp bất lợi, hiện giờ phải tiếp tục tiến quân tới yên kinh, tiếp tục tạo áp lực với yên kinh. Nước yên không đáng lo, chiến lược quan trọng của chúng ta vẫn là bức nước hàn xuất binh. Chát, y đập tay lên bản đồ trên tường, nặng nề nói, ý ta đã quyết không thể để cho mông sơn minh rắt mũi. Đại quân tiếp tục tiến lên, thẳng đến Yên Kinh, kế hoạch không đổi. Thấy y kiên quyết như vậy, lại đã ra quyết định cuối cùng, mấy người nhìn nhau, không tiện nói cái gì. Cũng không thể nói gì, vấn đề này, dù là lui về hay tiếp tục tiến công, người bình thường đều không thể quyết, những người khác cũng thực không dám đưa ra quyết định này. Dù là mấy người Tô Nguyên Bạch là trưởng lão ba phái lớn của nước Tống cũng không dám thay mặt la chiếu làm chủ chuyện này. Một khi xảy ra chuyện, họ không gánh nổi trách nhiệm kia. Đại quân tác chiến, trên chiến trường chỉ có vị đại đô đốc La Chiếu này có thể chỉ huy thiên quân vạn mã này đưa ra quyết định mang tính chiến lược. Nhưng Văn Du Thân là mưu sĩ tâm phúc đệ nhất bên cạnh La Chiếu, đương nhiên phải suy nghĩ cho La Chiếu. Văn Du lặng lẽ liếc nhìn phản ứng của ba người tô, đông, thường, chấp chấp, đoán lên tiếng hỏi, đại đô đốc, thuộc hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Mấy người đổ dồn vào y, La Chiếu nói, Văn Du, ở đây không có người ngoài ba người tô đông thường khẽ gật đầu, không biết văn du có cao kiến gì. văn du trần trừ một lát rồi nói, thuộc hạ lo bên triều đình. nếu mông sơn minh phát động tấn công đại tống ta, đại đô đốc lại không để ý đến, dù có tiến đánh, thuộc hạ sợ rằng trong triều sẽ có người chất vấn ý đồ của đại đô đốc. y vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng hô báo, một người đi vào đưa lên một phần tin của triều đình. văn du nhận tin, xem qua, đưa cho la chiếu. đại đô đốc triều đình đã chú ý đến việc này. La Chiếu nhận tin, xem xong hỏi, trả lời chi tiết đi. Ba người tô, đông, thương cũng lần lượt nhận thư xem. Trong thư, Triều Đình cũng đã nhận ra Mông Sơn Minh muốn tiến đánh nước Tống, Triều Đình cũng lo lắng, nhắc nhở tới bối phận không bình thường của Mông Sơn Minh, hỏi xem La Chiếu bên này định ứng đối ra sao. Rất hiển nhiên, trong nước Tống vẫn còn bóng ma năm xưa của Mông Sơn Minh năm xưa. Hiện giờ ông ta lại rời núi, lại có thể nhằm vào nước Tống, khiến cho không ít người hoang mang văn du lặng lẽ quan sát phản ứng của ba vị trưởng lão rồi mới nói đại đô đốc đương nhiên phải trả lời chi tiết rồi có lẽ còn phải giải thích cẩn thận một chút mới xong không phải vì sợ lời ra tiếng vào chỉ e một vài kẻ ngăn cản trong chiều sẽ không an phận nhiều lời đồn đại sợ là mọi người sẽ không hiểu được tâm huyết của đại đô đốc ở bên này còn tưởng đại đô đốc còn giấu tư tâm la chiếu hiểu ý lời này là y nói cho ba vị trưởng lão nghe có một số việc là không thể làm gì dù là triều đình nước nào cũng không thể bền chắc như thép, luôn không thiếu người cản tay. Châm trước tình hình một chút, La Chiếu nói, đương nhiên phải giải thích, ta sắp gửi thư trả lời, không biết ba vị trưởng lão có thể cùng biên thư giải thích một chút không? Tránh khỏi có người không hiểu rõ tình hình lại cho rằng La Mỗ tự quyết định. chương 991, công không phá được cũng phải công. Y hy vọng ba người kia sẽ cùng giải thích một chút với ba phái lớn, giúp y ổn định hậu phương. Ba người tô, đông, thường nhìn nhau, cuối cùng, đều khẽ gật đầu. Tô Nguyên Bạch nói, Đại Đô Đốc yên tâm, chúng ta đều thấy rõ Đại Đô Đốc đã dốc hết tâm huyết nơi tiền tuyến, tuyệt đối không có tư tâm, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn Đại Đô Đốc bị thiệt thòi, đương nhiên sẽ hỗ trợ giải thích rõ ràng lợi hại với bên trên. Đúng vậy, đông ứng lai cùng thường phi gật đầu phụ hỏa, la chiếu chắp tay cảm ơn. Nhân mã trường châu trùng trùng điệp điệp, chia làm hai đường, ở giữa còn có một đội chấp pháp quan. Đây là nhân mã triều đình bị chấp pháp quân ép phải tiến lên. Ngoài xe ngựa, chiến mã vừa đi vừa chạy, không ngừng có tin tình báo được đưa tới. Có người hồi báo về tiến độ chặt cây buộc bè ở bờ sông Đông Vực. Một thất bạch mã thần Tuấn đi theo bên cạnh xe ngựa, chính là lễ vật đại đô đốc nước tống tặng cho Mông Sơn Minh. Thích sứ trường Châu Trương Hổ biết là Đại An bên cạnh Mông Sơn Minh là nhi tử của La An, thổn thức cảm khái không thôi. Ông ta có nghe nói đến cái chết của La An, nhưng giờ mới biết Mông Soái đang mang nhi tử của La An bên cạnh dạy dỗ tiểu nhi tử của La An thì đi theo làm đệ tử của Lam Như Đình, trở thành đồ tôn của Lạc Thiếu Phu. Con cháu được sắp xếp chu đáo như vậy, có rất nhiều người cầu còn không được, có thể nói là tiền đồ vô lương. Tương lai e là sẽ vượt quá La An, Trương Hổ cảm khái, nghĩ La An tử chiến để cứu mông Soái và vương ra dưới suối vàng có biết cũng có thể nhắm mắt. Ông ta cũng có quen biết với La An, năm xưa dù cấp bậc của La An không cao bằng ông ta, nhưng lại là thân vệ tâm phúc của Ninh Vương, hai người qua lại lui tới, thường xưng huynh gọi đệ, rất thân thiết. Cố nhân đi rồi, chỉ có thể thở dài tiếc nuối, nhưng ông ta cũng tặng cho La Đại An một con chiến mã không tệ. Dọc đường đi, coi như cũng tương đối chiếu cố cho La Đại An. Phía sau xe ngựa, công tôn bố dẫn hơn 10 đệ tử ngũ lương sơn đi theo, ai nấy đều cóng lồng chứa đầy kim xí che vải đen. Nhận được tin từ Ngưu Hữu Đạo, công tôn bố lập tức dẫn người chạy đến hội hợp cùng mông sơn minh. Ngưu Hữu Đạo phải luôn nắm được tình hình bên này. Trong xe ngựa, Mông Sơn Minh lắc ngư trước tấm địa đồ. Hiện giờ, tấm địa đồ tác chiến này là vật bất ly thân của ông ta. Xem hết tin tức và tình báo truyền đến, ông ta vẫn thường nhìn địa đồ suy tư. Bên cạnh ông ta còn có một quyển sách về thời tiết, thi thoảng ông ta còn vén rèm ngắm mây trời. Đại quân tạm nghỉ, Mông Sơn Minh cũng được khiêng xuống xe hít thở. Trương Hổ gần đó nhận được thư bèn bước nhanh đến, hai tay dâng thư cho Mông Sơn Minh, đại soái, Triều đình là hạ ý chỉ, lệnh cho chúng ta lập tức quay đầu truy kích quân tống. Mông Sơn Minh khoát tay áo không nhận tin, không muốn xem. Xem đi xem lại vẫn là mấy lời đó. Trương Hổ đành thôi, nhưng vẫn hỏi thử, đại soái thực sự muốn đánh nước tống sao? Người cảm thấy ta đang đùa sao? Không phải, mà tướng không có ý đó. Trương Hổ vào đầu cười nhẹ, trước vị này, thì thoảng ông ta bất giác lại hành động giống như tiểu binh khi xưa bên cạnh Mông Sơn Minh, khiến cho mấy binh sĩ cách đó không xa phải cười trộm. Mà tướng chỉ cảm thấy phòng tuyến của quân tống ở bờ sông Đông vực vững như thành đồng mà phiền toái lớn nhất của chúng ta là lương thực, không có lương thực, trận này đánh khó lắm. Mông Sơn Minh Thông thả đáp, ta còn chưa già đến lẫn lộn đâu, tự có quyết đoán. Ông ta đã nói vậy, Trương Hổ còn có thể nói gì? Không phải Mông Sơn Minh không biết đạo lý kia, ý nghĩa thực sự cho một quốc gia tồn tại chính là cân bằng cung cần dân sinh. Chiến sự nổ ra, cân bằng cung cầu lập tức bị phá vỡ, mức độ ảnh hưởng vượt xa các yếu tố khác. Chiến loạn phạm vi lớn gần như có thể khiến cho các ngành sản xuất bị đóng băng, không có sản xuất, chỉ có tiêu hao, đây là một vấn đề cực kỳ khủng bố. Khi một thứ gì đó khan hiếm có thể gây ra phản ứng dây chuyền khiến các thứ khác cũng khan hiếm theo. Đạo lý rất đơn giản, ví dụ như, một gia đình bình thường chỉ giữ lại khẩu phần lương thực cho 10 ngày nửa tháng, vì có thể dễ dàng mua được trên thị trường bằng tiền, sẽ không ai quá lo lắng. Chỉ khi nào gặp chuyện, nhà nào cũng sẽ muốn dự trữ lương thực cho một tháng. Cả nước gộp lại, không cần tính tất cả, chỉ cần một phần thôi, đã có thể phá vỡ cân bằng cung ứng lương thực của một quốc gia rồi, thậm chí có thể khiến cho cân bằng sụp đổ. Đây chính là nguyên nhân tại sao có những thứ ngày thường rất bình thường, nhan nhản khắp nơi, một khi chiến loạn xảy ra, gần như đột nhiên biến mất toàn bộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi xuất hiện chiến loạn, một quốc gia vẫn rất khỏe mạnh bền vững cũng rất dễ xảy ra nạn đói. Đột nhiên có tiếng còi báo động từ đằng sau vang lên. Trương Hổ quay phát lại nhìn, có mấy con phi cầm lớn bay tới, lập tức có phi cầm lớn cất cánh nghênh đón. Động chủ tử kim động pháp giá thân lâm, cung lâm sách từ kinh thành nước yên vượt đường xa mà tới. Đệ tử tử kim động lập tức tiến lên bái kiến, hỏi thăm đồng môn một chút, cung lâm sách đi tới bên cạnh mông Sơn Minh. Thấy ông ta có vẻ mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu, y lạnh nhạt nói, mông xoái, chúng ta lại gặp nhau. Trông ông có vẻ rất mệt, không nghỉ ngơi tốt sao. Mông Sơn Minh thở dài, tạ cung trưởng môn quan tâm ngài tự mình tới đây không phải để thăm ta chứ không phải ngươi không biết vì sao ta đến quân tống đã đánh đến tận kinh sư ngươi lại chống cự không nghe lời chẳng những không truy kích quân tống ngược lại còn rút lui khiến cho triều đình sợ hãi kinh hoàng là đạo lý gì ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc thôi cung trưởng môn nên đến hỏi dung thân vương chiến sự là do ai trưởng không ngươi với ta còn phải vòng vo sao những gì nên nói ta đã nói với đệ tử ba phái la chiếu đang muốn dắt mũi chúng ta đi chúng ta đuổi theo cũng vô dụng chẳng lẽ đệ tử ba phái không chuyển cáo sao giải thích như vậy có phải hơi sơ sài không làm sao phục chúng nên nói đã nói ta đã đích thân đến ngươi có nên nói với ta chút chuyện không nên nói chứ cung trưởng môn muốn biết chuyện gì vì sao đại quân thấy kinh sư chết không cứu vì sao không giao chiến với quân tống vì sao lại rút lui theo hướng này đại quân vận hành rõ ràng như vậy ta nghĩ cung trưởng môn sẽ không đến mức không nhìn ra chứ ta muốn tập kết đại quân tiến đánh nước Tống để giải vây cho kinh sư, hy vọng có thể kéo quân Tống về, tốc chiến tốc thắng. Hy vọng, ý nghĩ không tệ, nếu quân Tống không chịu quay đầu thì sao? Cung trưởng môn, hiện lương thực trong tây đại quân không kéo dài nổi 10 ngày. Nếu triều đình có thể cho ta lương thực sung túc thì không sao, nhất định ta sẽ truy kích quân Tống, nghĩ cách tiêu diệt chúng. Nhưng tình trạng hiện tại thì làm sao mà truy? Nếu ta thực sự thỏa mãn ước nguyện của quân Tống mà đuổi theo, quân tống chỉ cần dắt chúng ta đi vòng vòng mấy ngày, đại quân cạn lương, không cần đánh cũng tự bại. Tình huống thế này còn muốn tiếp tục hạ chỉ bức bách, lão phu muốn hỏi cung trưởng môn một chút, rốt cuộc trong đầu đám người trong chiều kia đang nghĩ cái gì. Cung lâm sách hơi trầm mặc, ít nhiều lão có thể đoán được người trong chiều đang nghĩ gì, sợ cái gì. Mông Sơn Minh lại thở dài, là bị ép buộc thôi cung trưởng môn, chẳng còn cách nào khác. Lúc này ta chỉ có thể chuyển mũi nguy hiểm sang nước tống, bước quân tống quay về cùng ta tốc chiến tốc thắng. Vẫn là câu nói kia, lương thực không trụ được bao lâu. Ta cũng vẫn hỏi câu kia, nếu Quân Tống không quay đầu thì sao? Cũng không phải chuyện xấu, chủ lực Quân Tống cách ta càng lúc càng xa, trong lúc vội vã khó mà về nhà kịp, có thể yên tâm đánh nước Tống. Để xem La Chiếu kia lựa chọn thế nào. Chương 992, triệu đăng vân ra tay. Theo ta biết, phòng tuyến của Quân Tống cực kỳ kiên cố, có thể công phá dễ dàng sao? Nếu công mãi không phá được thì sao? chính ngươi đã nói không đủ lương thực đột nhiên mông sơn minh lớn tiếng đáp trả công không phá được cũng phải công nếu không công đại quân còn có đường sống sao cung trưởng môn có thể đi xem xem bách tính phía sau của đại quân đang ăn cỏ gạm vỏ cây đấy không thể cướp đồ ăn từ trong miệng bách tính được cảnh nội nước tống tốt hơn nước yên chỉ có đánh vào cảnh nội nước tống mới có cửa tính toán tìm cách ta thân là chủ soái không thể trơ mắt nhìn nhân mã thủ hạ chết đói đại quân nhất định phải liều mạng đánh ra một đường sống ngồi nhìn yên kinh thất thủ sao? Thế ba phái muốn giữ kinh sư hay muốn giữ nước yên? Đây là một chủ đề khá nặng nề, cùng lâm sách hiểu ý của mông Sơn Minh. Thực sự có một số chuyện không hề đơn giản, yên kinh là do thương kiến hùng xây nên, thương kiến hùng kinh doanh bao năm ở nước yên, phần lớn nhân mã nước yên đều nằm trong tay thương kiến hùng, phần lớn địa vực của nước yên là do nhân mã của thương kiến hùng ở lại canh giữ. Ba phái cũng có phần lo lắng, tương tự, lúc này ba phái cũng không muốn bức người của phe thương triều tông quá đáng đối mặt với kẻ địch bên ngoài nhân mã triều đình vô dụng ba phái lớn còn phải nhờ vào thương chiêu tông lúc này ba phái chỉ muốn triều đình cùng các chư hầu hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn đây cũng là nguyên nhân cung lâm sách đích thân tới đây khách khí với mông sơn minh ông ta hy vọng có thể cân đối mâu thuẫn song phương nhưng sự thật đã chứng minh mâu thuẫn của hai bên không cách nào điều hòa một bên muốn giữ kinh sư một bên muốn giữ nước yên nghe vậy tưởng chừng như hai phe không có xung đột nhưng trên thực tế, thế cục trước mắt có rất nhiều xung đột. Với lập trường của ba phái lớn, đương nhiên là có khuynh hướng giữ nước yên hơn. Cung lâm sách cũng không biết mông sơn mình có lừa gạt mình không, nhưng khó khăn mà ông ta nói ra là thật, có vẻ đúng là chẳng còn cách nào khác. Chuyện đến nước này, ba phái cũng phải đưa ra lựa chọn. Cung lâm sách trần trừ một lúc mới từ tốn hỏi, người có thể khống chế nhân mã triều đình sao? Ông ta nói ra lời này là đã rõ thái độ nghiêng về bên nào. Thế cục hiện giờ, lợi ích của nhóm người trên chiều kia làm sao bằng lợi ích của ba phái. Đây cũng là điều thương kiến hùng lo lắng, cho nên lão mới nói không thể hoàn toàn trông cậy vào ba phái lớn, mà bí mật lệnh cho nhân mã bắc bộ gấp rút chuẩn bị tiếp viện. Mông Sơn Minh đáp, chỉ còn Lương Thảo cũng đã bị chấp pháp quân khống chế. Cung lâm sách hơi nhớn mày, chỉ một câu này thôi, ông ta liền hiểu Mông Sơn Minh đã nắm được nhân mã triều đình trong tay, quân đội triều đình không làm gì được nữa rồi, nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của Mông Sơn Minh. Chỉ cần mông sơn minh không đồng ý, dù có để quân triều đình đi, họ cũng không đi được. Trước đó ba phái lớn còn lo thương kiến hùng chó cùng dứt dậu khiến cho quân triều đình sẽ xảy ra xung đột với quân của các chư hầu, giờ xem ra là lo lắng quá thôi. Mông Sơn Minh đã hoàn toàn khống chế quân quyền, cung lâm sách nói, sông Đông vực dễ thủ khó công, nếu không có ngô công lĩnh quấy rối, quân Tống cũng không dám tùy tiện đánh vào nước Yên. Ngược lại, người có nắm chắc việc đánh vào nước Tống không? Thế cục chiến trường thiên biến vạn hóa, tình huống nào cũng có thể xảy ra, không phải nơi chỉ do một phe có thể thoải mái bài bố, còn phải xem tướng lĩnh quân địch ứng đối thế nào, không ai dám nói nhất định sẽ thành công. Nhưng ta rất quen thuộc với địa hình sông Đông vực, Giang Lưu Thạch không chuyển, chỉ có người thay đổi chứ đất không đổi, có thể thử một chút, chưa chắc đã không thể đánh vào. Nghe Mông Sơn Minh nói vậy, Cung Lâm Sách cũng nhớ lại đây không phải lần đầu tiên vị lão soái này giao thủ với quân Tống. Trước kia ông ta có giao thủ với quân Tống mấy lần, cũng đã mấy lần đánh vào cảnh nội nước Tống dày dạn kinh nghiệm đánh sông đông vực nghĩ vậy hai mắt cung lâm sách hơi lóe lên có tin tưởng hơn một chút nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài mông xoái, người định mặc kệ quân địch muốn làm gì thì làm ở đại yên ta sao mông sơn minh bình thản đáp nội bộ đại yên ta đã bị giày vò rách nát lắm rồi nhà nát bình vỡ cũng không sợ bị giày vò thêm nữa nhưng nước tống thì khác chân trần không sợ mang giày nhưng nước tống chịu nổi giày vò sao công tống Đại Yên còn có khả năng vãn hồi, không công, Đại Yên coi như xong. Cung trưởng môn, ta không ép được ba phái lựa chọn thế nào, tùy các ngài quyết định. Hai người nói chuyện thêm một lúc lâu nữa, rất nhiều lo lắng trong lòng cung lâm sách đã được mông sơn minh giải khai, cuối cùng, ông ta đã có quyết định. Ông ta chuyển tin cho tiêu giao cung và linh kiếm sơn, bản thân ông ta không quay về, sẽ đi theo đại quân tỏa chấn, kịp thời nắm được tình hình. Không có trở ngại lớn, trong cảnh nội nước yên, quân tống gần như thông thuận nhắm thẳng yên kinh. Ba phái lớn không cứu vãn được thế cục, còn đi thương chiêu tông, thương kiến hùng vừa sợ vừa giận. Trưởng môn tiêu giao cung Long Hưu và trưởng môn Linh Kiếm Sơn đều tự mình ra mặt giải thích với thương kiến hùng, cũng cam đoan nếu kinh thành có bể gì, đảm bảo nhất định sẽ khiến cho lão và đám trọng thần kịp thời rút lui, sẽ không để cho an toàn của họ gặp nguy hiểm. Thương kiến hùng trần chờ, đám người phe đồng mạch luống cuống, là hốt hoảng vì lúc trước đã thúc đẩy thanh tẩy phe phái Ninh Vương bọn đồng mạch lập tức dốc toàn lực cổ động thương kiến hùng kích động thương kiến hùng đến mức bối rối ngẫm lại lời đám đồng mạch nói đều có lý thái độ của ba phái lớn rất đáng suy ngẫm có vẻ như đã dựa vào thương chiêu tông là muốn đòi nợ mình sao với mấy người đồng mạch với những kẻ năm xưa đã ra tay độc ác với phi phái ninh vương mà nói họ thả đầu hàng nước địch chứ quyết không thể để thương chiêu tông thượng vị một khi thương chiêu tông thượng vị nắm giữ đại quyền nước yên sẽ tính sổ nợ bọn họ làm gì còn đường sống nhất định sẽ chết rất thảm, đầu hàng địch chí ít vẫn còn con đường sống. Ba phái lớn tỏ thái độ đứng về phía thương chiêu tông thực sự dọa chết mấy người này rồi. Nhưng bọn họ lại biết rõ thương kiến hùng quan tâm chuyện gì. Thương kiến hùng bị động chúng nỗi lo, lại bị đám đồng mạch mê hoặc, bèn ném ba phái lớn ra sau gáy, âm thầm hạ lệnh, lệnh cho nhân mã bắc bộ gấp rút tiếp viện. Trên dãy núi chập trùng, trong một sơn động, như hữu đạo khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, tĩnh tâm tu luyện. Quản phương nghi ngoe đi vào, Ấy một tiếng, vung tay ném cho Ngưu Hữu Đạo một phong thư, sau đó, hờn dỗi xoay người, lắc mông bỏ đi. Bởi vì lại là thư viên cương gửi, lại là cái chữ mà bà ta không biết, khẳng định là không có liên quan gì tới mình. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt, cầm lá thư, xem thử. Không xem thì thôi, xem xong thư, hắn cũng không nhịn được mà cười lạnh, gần từng chữ, đồng mạch đáng chết. Trong thư viên cương có thuật lại thư của Cao Kiến Thành, Cao Kiến thành báo lại việc bọn đồng mạch xui kiến thương kiến hùng điều nhân mã Bắc Bộ, để cho bên này chuẩn bị sớm. Biết rõ trọng binh Bắc Bộ là để đề phòng nước Hàn, một khi lại để cho nước Hàn tham dự vào đúng lúc này, nước Yên sẽ không chịu nổi nữa. Bọn đồng mạch vì tiêu án bản thân không tiếc đẩy nước Yên vào hố lửa. Dù như Hữu đạo có tốt tính cũng không nhịn được lửa giận. Hôm nay, hắn thực sự được biết cái gì gọi là quốc tặc. Một đội ngũ vội đi trong quan đạo tới một khu vực hiểm yếu, có một tòa quan ải tọa lạc giữa hai ngọn núi, chúng nơi hiểm yếu nhất, dễ thủ khó công, cửa lớn đóng chặt. Sau cửa có ngựa lớn ngăn cản, có nhân mã chấn giữ. Quan viên đi trước tới trước cửa lớn gọi, không ai đáp lời, đóng cửa không ra. Đại tướng quân lỗ Tùng Thịnh thúc ngựa tiến tới quát lớn, ta chính là hổ uy tướng quân lỗ Tùng Thịnh là vậy. Có quân vụ khẩn cấp, mau mở cửa, chương 993, thời tiết thay đổi rồi, nổi gió rồi. Một, một tướng lĩnh xuất hiện trên đầu tường quan ải đáp lời, "Lỗ tướng quân, không có thủ dụ của thích sứ đại nhân, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào." "Xin ngài mau quay lại." Lỗ Tùng Thịnh phất tay ra hiệu, một thuộc cấp lập tức nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước ngựa lớn, giao một phong thủ dụ cho quân sĩ. Quân sĩ quay lại rời thành, bỏ thủ dụ vào rổ treo, rổ được kéo lên đầu tường quan ải. Thủ dụ đến tay vị tướng quân trên đầu tường, gã xem qua, "Cô cô nói là giả, rồi xé luôn tại chỗ." lỗ tùng thịnh khẽ giật mình chợt vung roi ngựa chỉ lên gầm thét làm càn thủ dụ thiệu đăng vân tự mình viết ra há có thể là giả các ngươi muốn tạo phản sao vị tướng quân trên đầu tường mặc kệ xoay người quay lại trong thành lâu trong đó một vị lão tướng mặc chiến giáp ngồi sau bàn đang nhắm mắt dưỡng thần chính là bản tôn thiệu đăng vân viên tướng kia bước nhanh tới bên cạnh thiệu đăng vân thì thầm mấy câu thiệu đăng vân mở mắt hổ chậm rãi đứng dậy nhanh chân quấn ra khỏi bàn ra khỏi thành lâu đi tới trước tường nhìn nhân mã đang kêu gào đòi mở cửa dưới thành quát lên chuyện gì mà ồn ào thế tiếng quát đầy trung khí thiệu đăng vân lỗ tùng thịnh sướng sờ giơ tay lên nhân mã thủ hạ lập tức dừng kêu gào lớn tiếng hỏi thiệu huynh sao ngươi lại ở đây thiệu đăng vân nhìn nhân mã uốn lượn không thấy đuôi đâu cười ha hả thì ra là lỗ huynh vừa vặn thiệu mỗ tuần sát tới đây không ngờ lại gặp được lỗ huynh lỗ huynh người dẫn theo những người này muốn đi đâu đây lỗ tùng thịnh trịnh trọng đáp đương nhiên là có quân vụ khẩn cấp gã vung roi ngựa chỉ viên tướng bên cạnh thiệu đăng vân đây là người nào dám xé thủ dụ thiệu huynh tự viết thiệu đăng vân cười ha hả hiểu lầm đều là hiểu lầm thôi gần đây ta mới hạ lệnh cho quân coi giữ các nơi thay đổi mẫu giấy thông quan bên dưới chỉ biết máy móc làm theo không biết biến báo cho nên hiểu lầm thôi nếu là hiểu lầm thì thôi đi làm phiền thiệu huynh tạo điều kiện cho đại quân của ta mở cửa cho đi Thiệu Đăng Vân lắc đầu, chỉ sợ không được, cớ gì? Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu ra hiệu, một tu sĩ bên cạnh đính một tờ giấy lên mũi tên, ném xuống thành. Pháp sư tùy tùng bên cạnh Lỗ Tùng Thịnh đưa tay bắt được thư, chuyển cho Lỗ Bùi Thịnh. Lỗ Tùng Thịnh mở giấy ra xem, giật nảy cả mình. Chính là thư đại đô đốc Thương Chiêu Tông bổ nhiệm thích sứ Bắc Châu làm đốc quân chấp pháp quân phòng tuyến Bắc Bộ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thiệu Đăng Vân bên trên. Không phải Thiệu Thị không hợp với Nam Châu sao? Gã cực kỳ bất ngờ và hoang mang thiệu đăng vân đã lớn tiếng nói đại đô đốc có lệnh nếu đại quân tiền tuyến không nhận được lệnh của đại đô đốc bất kỳ ai cũng không được từ tiện rút lui khỏi phòng tuyến kẻ trái lệnh nhân mã bắc châu sẽ tiêu diệt ngay tại chỗ lỗ huynh người huy động nhân lực như vậy có quân lệnh của đại đô đốc không thiệu huynh không dối gạt ngươi ta nhận được quân lệnh của triều đình quên lệnh của đại đô đốc cũng không thể vượt qua triều đình chứ ha ha lỗ huynh cũng là người cầm binh thời chiến há có thể lệnh suất đa môn nhiều lệnh nhiều nơi hạ xuống không có quân lệnh của đại đô đốc, còn xin lỗ huynh lập tức quay về. Nếu không, nhỡ náo ra hiểm lầm gì sẽ không tốt. Lão vung tay lên, chống trận trong quan ải lập tức vang lên như sấm, trên đầu thành, hai bên sườn núi, vô số nhân mã ảo ảo xông lên, cung tiến thủ san sát dương cung nhắm xuống nhân mã bên dưới, thậm chí còn đốt hỏa tiễn, còn chuẩn bị cả dầu hỏa bất kỳ lúc nào cũng có thể ném xuống. Một khi phát động tấn công, trong sơn đạo sẽ là một màn luyện ngục nhân gian. Lỗ Tùng Thịnh trên lưng ngựa tái mặt, không cần nhận tin nhắc nhở của ngưu hữu đạo thương chiêu tông đã đề phòng bên bắc bộ có chuyện hạ lệnh cho thiệu đăng vân đề phòng vạn nhất tuy vậy thiệu đăng vân có nghe không thì thương chiêu tông không chắc chắn tí nào may sao thiệu đăng vân chưa từng khiến cho y thất vọng bằng không hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi bị thiệu đăng vân của bắc châu ngăn cản binh mã triều đình tập kết ở phía bắc không thể rút về trừ khi phải chiến đấu đổ máu với quân bắc châu tin tức truyền về khiến đám người thương kiến hùng kinh hãi chẳng phải là thiệu thị và nghiêu hữu đạo là kẻ thù của nhau ư sao thiệu thị lại nghe lệnh của thương chiêu tông vậy sau khi nghe tin ba phái lớn cũng tức giận tức giận vì thương kiến hùng dám giấu bọn họ bí mật điều động binh mã phương bắc một khi phòng tuyến phía bắc lơi lỏng hàn quốc sẽ tấn công như vậy thì không ổn đám người thương kiến hùng vốn định đem gạo nấu thành cơm nhưng kết quả là gạo còn chưa được cho vào nồi nữa ba phái lớn cảm thấy may mắn vì thiệu đăng vân đột nhiên hành động tình hình rất rõ ràng thương kiến hùng hành động mà không đếm xỉa tới áp lực của ba phái lớn, cho dù ba phái lớn có thể chặn lại giữa đường, nhưng khó mà chặn được những lần kế tiếp. Thuộc hạ của lỗ tùng thịnh thiên quân vạn mã, nhóm người ít ỏi của ba phái lớn không thể khai chiến lỗ tùng thịnh, có đúng không? Lúc này người nhà mình nội chiến không phải là chuyện tốt. Có quân Bắc Châu của Thiệu Đăng Vân cản đường thì lại khác, còn có ba phái lớn gây áp lực với tu sĩ các môn phái đi đầu quân cho lỗ tùng thịnh, triều đình lập tức bị binh mã phương Bắc áp chế, không thể rút về hành động của thương kiến hùng khiến ba phái lớn nổi giận kết quả là ông ta gần như bị giam lỏng ba phái lớn sai đệ tử của mình theo sát ông ta mọi lúc mọi nơi quản chế mọi lời nói và hành động của ông ta không để cho ông ta có cơ hội làm loạn nếu không phải suy xét đến thế cục sợ phái bảo hoàng một bị ép đến nước chó cùng dứt dậu thì trong cơn tức giận ba phái lớn có thể lật đổ thương kiến hùng đưa một người khác lên ngôi một phái bảo hoàng những người chủ trương bảo vệ hoàng đế sau khi tin tức truyền đến tai mông sơn minh ông lập tức thừa cơ hành động, thuyết phục cung lâm sách, phối hợp với người của ba phái lớn, khống chế lương thảo của phòng tuyến phía Bắc một lần nữa, lệnh cho Thiệu Đăng Vân cưỡng chế tiếp quản và phân phối. Có lương thảo, binh mã phương Bắc càng khó hành động càng quấy. Tới tận lúc này, xem như thương chiêu tông mới làm chủ được toàn bộ binh mã chủ lực của triều đình Yến Quốc, nắm được binh quyền. Một trận quyết chiến cùng Tống Quốc đã lửa xém lông mày rồi. Toàn bộ binh mã Yến quân Đông Trinh đã tập kết ở một bên bờ sông Đông Vực. Mông Sơn Minh ngựa không ngừng vó nhanh chóng tới tuyến đầu sông Đông vực, suốt dọc đường luôn kiểm tra vùng ven sông. Thậm chí thấy dân chúng địa phương sống ở đó, ông còn mời họ ăn cơm, rồi nhân cơ hội đó hỏi thăm tình hình khu vực hai bên bờ sông. Mặc dù không phải là lần đầu tiên tấn công sông Đông vực, nhưng Mông Sơn Minh vẫn không dám qua loa. Ông phải tìm hiểu tình hình về mọi mặt, hoàn toàn là bộ dáng càng chi tiết càng tốt. Mông Sơn Minh dẫn đầu 3 triệu đại quân tập kết tại sông Đông vực, tích cực chuẩn bị phương tiện qua sông sẵn sàng tiến công. Triều đình Tống Quốc nhận được tình báo thì chợt cảm thấy khẩn trương, chỉ vì thống soái bên địch là Mông Sơn Minh, là người đã để lại bóng ma tâm lý khó có thể xóa nhòa trong lòng Tống Quốc. Vì vậy, đại đô đốc Tống quân La Chiếu phải chịu áp lực không nhỏ, gã ta cũng biết tình huống trong triều. Không ít người nói gã ta đã đi nhầm nước cờ, yêu cầu đại quân rút lui, nhưng gã ta vẫn chống lại áp lực, kiên trì với lập trường của mình, đại quân vẫn tiến đánh yên kinh. Được tin ba đại phái của Yến Quốc đã đứng về phía Thương Chiêu Tông, được tin Thương Chiêu Tông đã làm chủ binh mã Yến Quốc, bầu không khí bên La Chiếu bất chợt trở nên khẩn trương. Gã ta có thể dự cảm được việc Thương Chiêu Tông tập hợp lực lượng không phải để trang trí, mà sợ lại y muốn phát động quyết chiến với gã ta. Mông Soái đã ba ngày rồi, lương thảo của chúng ta không còn nhiều lắm, tại sao không phát động tiến công? chương 994, thời tiết thay đổi rồi, nổi gió rồi. Hai, dưới cột cờ, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, thỉnh thoảng lại nhìn những đám mây trên bầu trời và cả hướng gió qua tín hiệu trên cột cờ. Cung Lâm sách đi tới phía sau Mông Sơn Minh, lên tiếng hỏi. Thật sự là ông ta không nhịn được, rõ ràng biết là lương thảo cho binh mã Đông Trinh không còn được mấy ngày, sau khi binh mã đến nơi đúng thời gian đã định, vị lão soái này lại cho ngừng, trì hoãn không có ý định tấn công. Như vậy chẳng phải là muốn quân mình dùng hết lương thảo, tự tìm đường chết hay sao? Mông Sơn Minh, cứ chờ đi cung lâm sách, chờ cái gì? Mông Sơn Minh, không vội, hẳn là hai ngày nữa. Về ý đồ thực sự, ông không chịu tiết lộ, bởi vì một khi tin tức lộ ra sẽ gây nên hậu quả khó lường. Tin tức Yến quân trì hoãn không tiến công cũng đã chuyển đến tai La Chiếu. Cùng lúc đó, trong một trạm dịch bỏ hoang trên đường, La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường, suy nghĩ nát cả óc, cuối cùng lẩm bẩm chờ cái gì? Lương Thảo không đủ, rốt cuộc là Mông Sơn đang chờ cái gì? Tô Nguyên Bạch đứng quanh quẩn bên cạnh, lên tiếng có lẽ đại đô đốc đoán chúng rồi. Đúng là mông sơn minh bày đặt giả vờ tiến công để dụ đại đô đốc đổi sang chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Đại đô đốc không mắc mưu, ông ta cũng hết cách, cho dù hiện tại ông ta muốn đuổi theo cũng không có cách nào đuổi kịp quân ta được nữa, bây giờ còn trì hoãn ở bờ sông Đông Vực, hẳn là đang tiến thoái lưỡng nan. La Chiếu nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, khẽ lắc đầu. Chiến lược quy mô lớn này do gã ta quyết định, gã ta không muốn nói thêm những lời không vui khiến cho lòng quân dao động nhưng tình hình biến đổi khiến gã ta nhận ra rằng có lẽ yến quân đã hạ quyết tâm muốn tấn công tống quốc không như lúc trước bây giờ thương chiêu tông đã làm chủ toàn bộ quân chủ lực của yến quốc nhưng lại không có ý định khai chiến với gã ta đối với yến quốc mà nói tình thế đã tràn đầy nguy cơ vậy mà ba phái lớn của yến quốc có thể thờ ơ được hả theo lý mà nói dĩ nhiên là ba phái lớn phải gấp gáp rồi thế nhưng ba phái lớn vẫn đứng về phía thương chiêu tông chuyện này nói lên điều gì Chứng tỏ là ba phái lớn đã biết Thương Chiêu tông có kế hoạch khác và cũng đã ngầm thừa nhận. Như vậy mục đích rất rõ ràng, chính là điều sờ sờ ra đó, tập kết binh mã ở ven sông Đông vực, tấn công Tống quốc. Thế nhưng gã ta nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, trọng binh phòng thủ sông Đông vực nào có dễ dàng đột phá như vậy, rốt cục là Mông Sơn Minh đang chờ đợi cái gì? Gã ta cảm thấy nhất định là Mông Sơn Minh có mưu tính gì đó, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ lại bảo gã rút lui, đã chạy xa như vậy rồi dường như không kịp rút về nữa. La Chiếu đột nhiên quay đầu lại, tiếp tục truyền lệnh đến binh mã vùng ven sông, cần phải tăng cường phòng tuyến vùng ven sông, cần phải hết sức cẩn thận cho ta. Cần phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, để phòng yến quân đánh lén. Nói vói bọn họ là, nếu có ai dám sơ suất, chém không tha. Phát hiện ta bất cứ điều gì khác thường phải lập tức báo tin cho ta. Vâng, lính liên lạc nhận lệnh, sau đó rời đi. Mấy người trong sảnh đưa mắt nhìn nhau, ai cũng nhận ra sự lo lắng khôn cùng trong lời nói của La Chiếu. Đông ứng ngập ngừng nói, hai triệu trọng binh phòng thủ ở nơi hiểm yếu, lấy sức nhàn chống sức mỏi, hai. Ba triệu trọng binh Yến quốc muốn mạo hiểm vượt sông khai chiến, gần như không có khả năng thành công. Huống chi trước đây Đại Đô Đốc đã lên kế hoạch, các tàu thuyền lớn bé vùng ven sông đều đã bị Đại Đô Đốc chuyển đến Giang Đông. Như vậy, trong một thời gian ngắn, ba triệu binh mã Yến quân căn bản không thể tìm được nhiều tàu thuyền thích hợp cho việc vượt sông, chỉ dựa vào bè gỗ mà muốn sắp xếp cho mấy triệu người qua sông, đây chẳng phải là chuyện cười sao. Phía trước thuyền sẽ trở thành tấm bia sống. hay lấy sức nhàn chống sức mỏi, nguyên văn là dĩ giật đãi lao, là kế thứ tư trong 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. Đạo lý này chúng ta đều hiểu, mông sơn minh sao có thể không biết đây. Trong lòng La Chiếu có một nỗi lo lắng khó diễn tả thành lời, chỉ có thể nói, không thể khinh thường mông sơn minh được, hãy cẩn thận. Lời này không sai, cẩn thận một chút cũng không thừa mấy người đều gật đầu văn du hiểu la chiếu từ những biểu hiện bất thường của la chiếu hắn ta đã nhìn ra điều gì đó hắn ta định chờ một lát nữa tới lúc không còn ai khác sẽ hỏi la chiếu la chiếu lại nhìn bản đồ trong lòng nghẹn uất không giấu được nét lo âu trong ánh mắt lại rủa thầm ngô công lĩnh bại hoại một lần nữa gã ta hận ngô công lĩnh không nên sớm hỏa thủy đông dẫn ba gã ta cứ tiếp tục kéo dài đi khiến cho nội bộ yến quốc tan vỡ tới lúc đó Tống Quốc lại xuất binh có phải là là tốt hơn không? Ba, hỏa thủy đông dẫn, vì tránh hỏa cho mình mà kéo hỏa cho người khác. Thời tiết thay đổi rồi, nổi gió rồi. Bên trong doanh trướng của chủ soái Mông Sơn Minh đang tỉ mỉ nghiên cứu bản đồ thì nghe thấy tiếng gió lách qua khe hở của doanh trướng. Ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tấm rèm vải đang bay phấp phới, đôi mắt bỗng híp lại. Trang giấy trên bàn bị gió cuốn, lật tung lên, ngay lập tức, có quân sĩ xuất hiện cố định lại rèm vải. Mông Sơn Minh trầm giọng nói, đẩy ta ra ngoài. La Đại An đang đọc sách ở bên cạnh lập tức đặt sách xuống, đứng dậy đẩy Mông Sơn Minh ra bên ngoài doanh trướng. Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Gió thổi làm cho trang phục của Mông Sơn Minh trở nên sộc sạch, tròm dâu cũng rối tung. Mông Sơn Minh ngẩng đầu nhìn ký hiệu trên cột cờ, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy phía chân trời đen kịt, mây đen ùn ùn kéo tới. Cuối cùng cũng tới rồi, sắp mưa to rồi. Mông Sơn Minh thì thầm, thời tiết như vậy hiển nhiên là sắp mưa. Không lâu sau, mây đen răng đầy trời, những hạt mưa bắt đầu lột bột rơi xuống. Binh lính xung quanh chạy tán loạn khắp nơi, ngoài những người đang thi hành nhiệm vụ ra, những người khác đều chạy về lều. Ngay cả những người thi hành nhiệm vụ cũng vội vàng dơ khiên che đỉnh đầu. Mưa càng lúc càng to, đất trời nhanh chóng trở nên mù mịt, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào. Bầu trời nhanh chóng tối sầm, cách Bắc Châu một con sông, bên kia bờ là vùng đất biên giới Hàn Quốc, ở liên doanh đại quân vẫn là cảnh sắc tươi đẹp. Trong doanh trướng của chủ soái Hàn Quốc, đại tư Mã Kim Tước cũng đứng trước bản đồ, cùng với các tướng lĩnh phân tích chiến sự yến tống. Cái lão mông sơn minh này không đủ lương thảo mà vẫn án binh bất động ở bờ sông, ông ta đang làm cái quái gì vậy? Sau khi nhận được tin tức, Kim Tước vẫn luôn suy nghĩ về việc này. Ông ta mạnh hơn thương vĩnh chung nhiều, đại chiến sắp tới, ông ta sẽ đích thân chỉ huy tiền tuyến. Một vị tướng nói, La Chiếu sẽ không liều lĩnh tiến công, lúc trước hắn ta đã để lại đường lui vùng ven sông có phòng ngự vững như thành đồng đã bố trí trọng binh phòng ngự vì vậy mông sơn minh khó có thể công phá phải chăng ông ta đã bó tay hết cách chỉ ở đó làm bộ làm tịch thôi kim tước diện mạo trung hậu vuốt dâu lắc đầu mông sơn minh là người biết làm bộ làm tịch sao năm đó ta đấu với ông ta đã mấy lần chịu thiệt rồi đó nếu không có pháp sư kịp thời giúp ta thoát thân thì ta đã mất mạng trong tay ông ta từ lâu rồi Người này dùng binh biết kết hợp giữa nhu và cương, biến hóa đa dạng, có khả năng xuất quỷ nhập thần. Yên Sơn Minh tuyệt đối không phải là hư danh, không thể khinh thường. La Chiếu chưa được lĩnh giáo thủ đoạn của mông Sơn Minh, lại ngông cuồng coi thường ông ta như vậy, e là sẽ phải chịu thua thiệt. Một vị tướng khác lên tiếng, những sắp xếp của La Chiếu không hẳn là không chặt chẽ. Hắn ta đã tiến quân vào biên giới Yến Quốc, dụng binh rất có chiến lược, rất tài năng, đánh rất hay. Có thể thấy La Chiếu không phải là kẻ tầm thường có lẽ hắn ta sẽ bị thua thiệt, nhưng không đến mức thiệt lớn đâu nhỉ. chương 995, Cổn Long Hạp 1 Kim Tước lắc đầu, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Đúng lúc này, có một người đưa thư đi vào, hai tay dâng một bức thư, báo cáo, bẩm đại nhân, triều đình gửi thư nhắc nhở, Bắc Châu có nội loạn. Kim Tước ồ một tiếng, cầm thư kiểm tra. Trong thư nói rằng Thương Kiến Hùng và Thương Chiêu Tông đã xảy ra bất hòa nghiêm trọng, suýt chút nữa là binh mã Bắc Châu và binh mã Triều Đình Yến Quốc xung đột, quan hệ hai bên vô cùng căng thẳng ý của triều đình hàn quốc là bên này có nên thừa cơ xuất binh hay không đọc thư xong kim tước đưa cho các tướng lĩnh khác xem sau đó lên tiếng hỏi mọi người thấy thế nào các vị tướng lĩnh có thể thấy thế nào đây mắt thấy tống quân tùy ý hoành hành ở yến quốc bọn họ đã không nhịn được từ lâu rồi một vị tướng chắp tay nói bẩm đại nhân tống quốc đã xuất binh nếu bên ta cũng xuất binh thì yến quốc nhất định tiêu đời bên ta nhất định sẽ thắng lợi đúng vậy đại nhân là chiếu cưỡi ngựa nhận đất trong biên giới Yến Quốc, hiện tại ai chiếm được là của người đó. Sau này muốn bảo người ta nhổ ra, chúng ta cũng không có lý do. Nên xuất binh đi thôi, nghe hết ý kiến của mọi người, Kim Tước khoát tay, Thiệu Đăng Vân không phải người đơn giản. Thời cơ chưa tới, cứ chờ đi, thận trọng chút, vẫn nên thận trọng thì hơn. Đây cũng là ý kiến mà ông ta hồi âm cho triều đình. Sau khi các tướng lĩnh ra khỏi lều của chủ soái, có người nói thầm với đồng sự, chút hết nỗi lòng bất mãn, lúc này không xuất bình thì đợi tới lúc nào. Lẽ nào phải chờ tới lúc hối hận vì cảm thấy chúng ta ít đi phần địa bàn cướp được từ tay Tống quân hay sao? Hai, người còn không hiểu vị đại tư mã này của chúng ta sao? Ông ta nổi danh là tư mã thận trọng đó. Tư mã thận trọng là biệt danh mà mọi người vụng trộm gọi sau lưng kim tước. Cái tên này không phải tự dưng mà có đâu, mà xuất phát từ câu cửa miệng của kim tước thận trọng chút, vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Mặc dù vì nguyên nhân này mà Kim Tước bị người ta cười nhạo, nhưng ông ta làm vẫn thận trọng trong mọi việc, hiếm khi liều lĩnh, hành quân đánh giặc cũng vậy. Người dưng cười nhạo thì cứ mặc cho họ cười nhạo, Kim Tước có thể leo đến vị trí ngày hôm nay chính là nhờ vào hai chữ thận trọng này. Năm xưa, mặc dù ông ta từng bại mấy lần trong tay Mông Sơn Minh, nhưng dưới sự chỉ huy của ông ta, Hàn Quốc tổn thất ít nhất, không như Đại Đô đốc Triệu Quốc chết trên tay Mông Sơn Minh và Triệu Quốc liên tục thảm bại bởi Mông Sơn Minh. Đối với Mông Sơn Minh mà nói, trong số những tướng lĩnh mà ông đã từng giao chiến, Kim Tước là kẻ khiến ông đau đầu nhất. Kim Tước có quan điểm đóng vững đánh chắc, tiến bước nào, rào bước nấy, không liều lĩnh, không mạo hiểm, tin tưởng rằng có sức mạnh sẽ giành được thắng lợi. Đối với Mông Sơn Minh mà nói, Kim Tước là một khúc xương khó gặp. Đôi chân của ông tàn phế là do bị gãy lúc giao chiến với Hàn Quốc, mà người chỉ huy Hàn Quốc trong trận đánh đó chính là Kim Tước. Ở một mức độ nào đó, Mông Sơn Minh mất đi hai chân là do Kim Tước ban tặng. Đương nhiên, trong trận chiến ấy, nếu không phải vì ông nóng lòng giải vậy cho Yến Hoàng thì cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. Kim Tước thận trọng đến mức khiến người ta cười nhạo, nhưng lại tích lũy chiến công, từ từ leo lên vị trí ngày hôm nay. Hơn nữa, ông ta còn đánh cho Mông Sơn Minh tàn phế. Vì vậy, địa vị của vị đại tư mã này cực kỳ vững chắc. Bầu trời tối sầm, mưa càng lúc càng lớn. Trong đêm mưa, một nhóm tướng lĩnh mặc chiến giáp, bên ngoài khoác áo tơi, đội nón lá đi ra ngoài tuần tra. Khi họ đi đến dưới mái hiên đình viện, có binh sĩ bước nhanh tới giúp họ cởi áo tơi và nón lá ra. Cái thời tiết chết tiệt này, có người mắng chửi trời cao, mọi người dậm chân bình bịch cho bùn đất dính trên chân rơi xuống, sau đó cũng không xỏ dày lại. Tổng đốc đồ phòng ngự trên sông Ô Quần Liệt là người đầu tiên cởi giày, những người khác cũng đành phải cởi giày theo. Dưới mái hiên, ngọn đèn dầu đung đưa, chiếu dọi ba chữ to trên tấm biển trước cửa, chấn giang đường. Trong phòng treo đủ loại bản đồ lớn nhỏ khác nhau chỗ này là nơi quan trọng, liên quan đến việc quân cơ đô phòng ngự trên sông, người bình thường không được phép tiến vào. Một đám đàn ông thô cạch cởi giày rồi đi vào trong. Ngay lập tức, mùi cá biển tràn vào phòng, có người bịt mũi, mắng, lão trần, bao lâu rồi ông chưa rửa chân vậy. Ngồi cạnh ông đúng là vận xui tám đời mà, lão trần lập tức mắng lại, ông nghĩ là chân ông thơm lắm à, Yến quân vừa đến bờ sông, đại đô đốc cứ như muốn đòi mạng vậy. Một ngày phải tuần tra đi tuần tra lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí lúc ngủ cũng không được yên, làm gì còn thời gian rửa chân. Trong quân lại không cho dẫn theo nữ nhân hầu hạ, xem ra là lão Trần không có nữ nhân hầu hạ nên không rửa chân nha. Tổng đốc đô phòng ngự trên sông ô quần liệt ngồi lên ghế trên, sau đó cũng ôm chân mình ngửi một hơi rồi nói một câu như vậy. Mọi người bật cười ha hả, nói giỡn ấy mà, mọi người đều xuất thân từ quân ngũ, đã quen với mùi này rồi, không ai thực sự để ý cả. Ô quần liệt bỏ chân xuống, chỉ vào lão Trần, nói, nghiêm chỉnh phục tùng mệnh lệnh đi, đợi đại đô đốc đánh tàn Yến quốc, ta sẽ thưởng cho ông 18 mỹ nhân Yến quốc để hầu hạ ông rửa chân mỗi ngày. Ách, lão Trần xua tay, 18 mỹ nhân thì mà tướng không cần. Nghe nói trong Hoàng cung Yến quốc có không ít những phi tử xinh đẹp. Thưởng cho mà tướng một vị phi tử của Thương Kiến Hùng, để mà tướng nếm thử mùi vị là được rồi. Cút đi, phi tử của Thương Kiến Hùng đến lượt ông chắc, một đám người lập tức nhao nhao mắng chửi. Dầm, ô quần liệt đạp bàn, ngăn mọi người tiếp tục ồn ào, nghe cho rõ đây. Chỉ cần mọi người có thể chống đỡ sự tiến công của mông sơn minh, ta sẽ làm chủ cho mọi người. Bên trên có đồng ý hay không ta không biết, nhưng ta khẳng định là sẽ thay các vị có mặt ở đây báo cáo công trạng, xin ban thưởng phi tử của thương kiến hùng cho các vị. Thương kiến hùng có nhiều phi tử nên không thiếu phần của mấy người các vị đâu. Bên trên chọn xong, phần thưởng còn lại chắc là sẽ đến lượt chúng ta nhỉ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải bảo vệ được đô phòng ngự trên sông không để cho yến quân đánh vào đại tống của chúng ta nếu đô phòng ngự trên sông thất thủ thì đừng nói đến phi tử của thương kiến hùng mà mọi người hãy nghĩ thử xem còn có thể bảo vệ thê thiếp nhà mình không bị kẻ khác chiếm mất hay không lão trần đại đô đốc quá lo lắng rồi sau khi quân ta đánh vào yến quốc chẳng phải là tàu thuyền của đối phương đã bị phá hủy rồi kéo sang bên này hay sao đối phương có nhiều binh mã như vậy không có thuyền thì qua sông kiểu gì thuyền sang bên này chúng ta giết còn chưa đã đâu qua sông bằng bè gỗ đúng là chuyện cười rõ ràng là bia sống mà mọi người nhao nhao đảm bảo hùng hồn khẳng định là sẽ không để cho yến quân công phá đô phòng ngự trên sông ô quần liệt ra hiệu cho mọi người đừng có khinh thường lại gọi mọi người đến đứng quanh bản đồ đô phòng ngự bên sông rồi thảo luận một phen tiếp thu ý kiến hữu ích bảo mọi người nghĩ xem còn có gì sơ sót hay không sau khi bàn bạc xong xuôi lúc tướng lĩnh rời đi ô quần liệt cảnh cáo lần nữa không phải đại đô đốc sợ đối phương đánh công khai, mà là sợ mông sơn minh đánh lén, nhất là cần phải cẩn thận hơn vào ban đêm. Sau khi trở về, mọi người phải tuần tra các khu vực cẩn thận, không được tạo cơ hội cho địch thừa cơ đánh lén. Một vị tướng cười gượng, đại nhân à, ngài lo lắng quá rồi. Bây giờ mưa to gió lớn, nước sông chảy xiết và đột một dâng cao, căn bản là không thích hợp để qua sông. Mông Sơn Minh có bị ấm đầu mới chọn cách đánh lén. Đúng đó, ban đêm mưa to gió mạnh, giờ tay còn không thấy được được năm, đốt đèn lồng còn không soi được xa, tuần tra cũng không nhìn rõ đâu. chương 996, Cổn Long Hạp 2 Nghe mọi người thảo luận, ô quần liệt cũng tán thành, nhưng vẫn nghiêm mặt cảnh cáo, càng là lúc không thể đánh lén thì càng có khả năng xảy ra. Quân sĩ không tiện tuần tra thì có thể nhờ tu sĩ đạp sóng trên sông tuần tra đúng giờ. Đại nhân nói phải, mọi người đều gật đầu tán thành, chỉ cần có tu sĩ tuần tra mặt sông, nếu có quân địch đột kích thì sẽ không gạt được bên mình, suy cho cùng quân địch không thể phái lẻ tẻ vài người đến đánh lén muốn đánh cũng phải điều động rất nhiều binh mã như vậy tu sĩ tuần tra sông vẫn có thể phát hiện được bờ sông bên kia trong một doanh trướng bên trong quân doanh ánh đèn sáng tỏ cung lâm sách chắp tay đứng trước cửa doanh trướng nhìn chằm chằm vào cơn mưa tầm tã bên ngoài ngoài màn đêm trong đôi mắt ngập tràn tâm trạng yến quốc lâm vào tình cảnh ngày hôm nay có tác động tiêu cực tới sự tồn vong tử kim động một khi yến quốc diệt vong tử kim động sẽ trở thành chó nhà có tang Đường đường là một phái lớn đứng hàng phiêu miểu các vậy mà lại đi đến bờ vực sụp đổ trong tay ông ta, điều này khiến ông ta không khỏi cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Bên ngoài doanh trướng, nước trong rãnh thoát nước được đào quanh doanh trướng đục ngầu, ào ào chảy xiết. Cung lâm sách đưa mắt nhìn vào doanh trướng của chủ soái bên trong có ánh đèn hắt ra. Trong lúc sống còn của Yến Quốc, ba phái lớn không còn cách nào khác. Ông ta phải đích thân tới chấn giữ nơi này, cũng gửi gắm hy vọng vào vị lão soái trong doanh trướng kia hai, cung lâm sách ngửa mặt lên trời mà buông tiếng thở dài. Mong là vị lão soái kia không làm cho ba phái lớn thất vọng. Trưởng môn của ba phái lớn chia ra đi chấn thủ các nơi khác nhau. Ông ta chấn thủ nơi này, Long Hưu đi chấn thủ Bắc Châu, Mạnh Tuyên vẫn tỏa chấn ở Kinh Thành như cũ. Bên ngoài mưa to gió lớn, khó khăn cho việc đột kích. Trên gương mặt cung lâm sách viết đầy hai chữ phiền muộn. Ông ta có phép thuật hộ thể, nước mưa khó có thể rơi xuống người ông ta trong doanh trướng của chủ soái đột nhiên hắt ra tia sáng, thu hút sự chú ý của ông ta. Dèm che cửa lều mở ra, ông ta thấy có người bước vào bên trong. Người đó là Trương Hổ, Trương Hổ đạp bùn mà đến. Sau khi vào trong doanh trướng, ông ta cởi nón lá và áo tơi xuống rồi đưa cho quân sĩ. Bên trong doanh trướng có thắp vài ngọn đèn dầu hưu hắt. Mông Sơn Minh vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hằn lên tia máu nhưng chưa đi ngủ, vẫn còn đang nhìn bản đồ mà suy nghĩ điều gì đó. Trương Hổ đến gần, báo cáo, bẩm đại soái bên kia truyền tin tới nói là nước sông đã dâng cao, nhưng mực nước vẫn chưa đạt mục tiêu, vẫn còn cách bờ một triệu một rưỡi nữa. Một một trượng tương đương với 3,333 mét. Là Đại An đang dựa vào ghê ngủ gật, nghe thấy tiếng người thì lập tức giật mình tỉnh dậy. Mông Sơn Minh vẫn không rời mắt khỏi bản đồ, chỉ hờ hững nói, nửa canh giờ nữa hãy tới báo cáo. Vâng, Trương Hổ đáp, nửa canh giờ sau, lính liên lạc đi tới, nói thầm bên tai Trương Hổ, Trương Hổ báo cáo lại, 10 thước. Mông Sơn Minh gật đầu, không lên tiếng. Lại thêm nửa canh giờ nữa, Trương Hổ báo cáo, 7 thước. Tiếp tục thêm nửa canh giờ nữa, Trương Hổ báo lại, 5 thước. Cho tới khi Trương Hổ báo 3 thước, Mông Sơn Minh đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở tròn đôi mắt hẳn lên tia máu, trầm giọng nói, hành động theo kế hoạch. Gương mặt Trương Hổ căng ra, cúi đầu, chậm chạp không nhận lệnh. Mông Sơn Minh khẽ nghiêng đầu nhìn ông ta, hỏi, người muốn kháng lệnh. Mà tướng không dám kháng lệnh, chỉ là vẻ mặt trương hổ đầy khổ sở lắc đầu lúc này cứng rắn vượt cổn long hạp thật sự là quá khó những người kia đều là huynh đệ lâu năm của mà tướng rất nhiều người trước giờ không biết bơi đại soái lẽ nào không còn cách nào khác hay sao khó à mông sơn mình cất tiếng chất vấn rồi khẽ vuốt cằm đúng là khó thật người sống còn có thể nói khó nhưng người chết biết tìm ai nói đây Người còn nhớ thù ma tử không hắn hy sinh do gấp rút tiếp viện cho ngươi đấy còn có ngụy đại hồng và cả rất nhiều người mà ngươi quen biết nữa ngươi có muốn nói với những người đã hy sinh vì bảo vệ đại yến chữ khó này không đại yến đã rơi vào bước đường ngày hôm nay phải có người cảm tử đứng ra chính là vì khó nên ta mới dùng tới binh mã cận vệ của ngươi ta tin tưởng bọn họ có thể làm được ngươi cũng phải tin tưởng họ đi đi chấp hành đi tuân lệnh khuôn mặt trương hổ run rẩy chật vật chắp tay nhận lệnh lui về sau vài bước rồi nhanh chóng xoay người rời đi ngay cả áo tơi và nón lá cũng không dùng, cứ thế đội mưa lao ra khỏi doanh trướng. Cổn Long Hạp, đó là giải đất nguy hiểm nhất lưu vực sông Đông Vực, mực nước lúc bình thường cách bờ sông Hai Trượng. Bởi vì lưu vực này đột nhiên thu hẹp ở đây, bình thường dòng nước cũng chảy xiết lạ thường, giống như dòng lớn quay cuồng, nên được lấy tên là Cổn Long Hạp. Lúc này nước sông dâng cao, nước mưa ở vùng thượng du đổ xuống làm cho khu vực này càng thêm hẹp lại, nước sông càng dâng lên mãnh liệt, dòng nước cũng càng thêm chảy xiết, có thể nói là đang giết gào. Lúc bình thường, con người đã khó vượt qua chỗ này, huống chi là bây giờ mưa xối xả tầm tã, nước chảy điên cuồng, như vậy lại càng thêm khó khăn. Đại quân địa phương không thể qua sông chỉ là tấm bình phong thiên nhiên mà thôi. Cách chỗ này 30 dặm là nơi Tống quân cất giữ lương thảo. Xét về một khía cạnh nào đó, chỗ này là nơi đại quân phòng thủ yếu nhất. Dù sao thì biên cảnh hai nước trải dài như vậy, không thể bố trí trọng binh ở tất cả những vùng ven sông được, làm như vậy thì có bao nhiêu binh cũng không đủ dùng. Trong tiếng mưa xối xả, Tống Quốc bên kia mơ hồ truyền tới tiếng đánh nhau. Sau khi tiếng động biến mất, hơn 10 tu sĩ từ bờ bên kia bay vào tới, chạm mặt hai tướng lĩnh vừa xuất hiện. Sao rồi? Một tướng lĩnh vội hỏi. Một tu sĩ trả lời, có mưa to tương trợ, kẻ địch buông lỏng phòng thủ, mấy gã tu sĩ tụ tập lại một chỗ cùng tránh mưa uống rượu, đã bị chúng ta dẹp cả ổ. Động tĩnh lúc hành động hẳn là đã được che giấu, quả là thời cơ hành động tuyệt vời. Tướng lĩnh lại hỏi, những người khác đâu? tu sĩ kia đáp còn đang dò đường và dẹp đường cho đại quân kẻ bị chúng ta bắt được nói là vùng ven sông không có tu sĩ tuần tra định kỳ vì vậy không thể không cẩn thận chỉ có điều hắn ta quay đầu nhìn dòng nước đang điên cuồng gào thét ở phía sau có thể qua không ta đợi lập công không quan tâm nhiều như vậy một tướng lĩnh khác nói xong liền mò mẫm chạy về không lâu sau đó một hồi tiếng bước chân gấp gáp chuyển đến binh mã đại quân ẩn núp đội mưa đi tới trên vai mỗi người đều vác một khúc gỗ tròn không cần nhiều lời chỉ ra lệnh một câu nhảy nhóm quân sĩ đầu tiên ôm gỗ tròn liều mình nhảy xuống một lát sau đã bị nước sông gầm gào cuồn cuộn nuốt chừng trong không gian đen như mực thị lực của người bình thường không tốt lắm vì vậy không nhìn rõ tình hình của những người vừa nhảy xuống nhưng thị lực của tu sĩ không giống với người thường họ có thể nhìn rõ cảnh tượng dòng nước sông cuồn cuộn nuốt chừng con người mặc dù vậy có rất nhiều binh sĩ người trước vừa ngã xuống người sau lại tiến lên hết nhóm này tới nhóm khác nhảy xuống nhóm tu sĩ nhìn cảnh này mà cảm động không thôi nhưng lại không biết phải làm sao không có cách gì thật sự là không có cách gì thời gian phải giành giật thời gian bởi vì địa hình nên chỗ này không có trọng binh canh gác tuy nhiên không có nghĩa là quân địch sẽ không phòng thủ nơi này trước khi hành động bên này đã dò xét tình hình nơi này nhiều lần đã tính toán cẩn thận nửa canh giờ chỉ có cơ hội nửa canh giờ thôi tu sĩ tống quốc sẽ thay phiên nhau tuần tra bờ sông bên này chỉ có nửa canh giờ trống trong nửa canh giờ bao nhiêu người có thể qua sông, điều này cũng đã được tính trước. Trong nửa canh giờ, đại quân không chỉ phải qua sông, mà còn phải nhanh chóng rời khỏi bờ sông và lẩn trốn, nếu không sẽ bị phát hiện. chương 997, cứng rắn vượt sông nơi hiểm yếu. Một khi bị phát hiện, kế hoạch tác chiến của Mông Sơn Minh sẽ thành công dã tràng. Lần này có 50.000 binh mã qua sông, chừng ấy người nhất định phải qua hết, nếu không qua hết thì sẽ không có lợi đối với kế hoạch tiếp theo. Muốn đưa 50.000 binh mã qua sông trong nửa canh giờ, lại còn là vượt khúc sông nguy hiểm như vậy, chừng ấy thời gian quả thực là quá gấp gáp. Nhưng đây là tập kích bất ngờ, chính là phải biến điều không thể thành có thể, chính là muốn hành động ở nơi quân địch cho là không thể. Bất kể là tu sĩ trợ giúp, hay là dựng tạm cáp treo, đều khó có thể đưa 50.000 quân sang sông trong vòng nửa canh giờ. Chỉ có thể dùng cách nhanh nhất, cũng là cách nguy hiểm nhất, đó chính là đưa người qua, phải tranh thủ hoàn thành trong nửa canh giờ. Từng nhóm binh sĩ ôm khúc gỗ tròn vẫn còn đang nhảy xuống. Một nhóm tu sĩ nhìn cảnh ấy thật sự cảm thấy không đành lòng, có người lên tiếng, mọi người cùng nhau hành động đi, có thể giúp được bao nhiêu người thì giúp bấy nhiêu. Không ai phản đối, mọi người đều nhanh chóng hành động. Một người dùng hai tay, mỗi tay kéo một người, như vậy là mỗi người sẽ mang được hai người qua sông. Họ bay xuống lòng sông kéo người lên bờ, thả xuống, sau đó lại bay trở lại. Một nhóm tu sĩ bay qua bay lại đưa người qua sông, giúp đỡ hết mình. Trong thời gian có hạn, có thể giúp được bao nhiêu người qua sông thì giúp bấy nhiêu. Những quân sĩ bị cuốn vào dòng nước xiết ôm khúc gỗ trôi nổi, nương theo tốc độ chảy của dòng nước trôi về phía vách đá ở đối diện. Đây cũng là lý do tại sao Mông Sơn Minh chọn qua sông ở nơi này. Bờ sông uốn khúc, nương theo dòng nước sẽ xô vào bờ. Nhưng trời quá tối, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Những người ôm khúc gỗ tròn một khi xô vào bờ sẽ lập tức vứt gỗ đi, từ trong nước đứng lên. Cố gắng đưa tay tìm bờ, bám vào bờ rồi lập tức liều mạng leo lên trên. Những người đi trước đã sang tới bờ bên kia, nửa ngồi nửa quỳ ven bờ, một khi thấy có đồng đội đặt tay lên bờ sẽ lập tức mò mẫm kéo lên, giúp đồng đội nhanh chóng lên bờ. Những người sau khi lên bờ sẽ nhanh chóng tản ra dọc bờ sông, tiếp tục giúp đỡ những người sau lên bờ. Đây cũng là nguyên nhân Mông Sơn Minh chọn vượt sông vào đêm mưa tầm tã. Lúc bình thường, bờ sông rất cao, người trong nước không thể với tay lên bờ. Có qua sông cũng không leo lên bờ được, vì vậy chỉ khi mực nước dâng lên mới có cơ hội. Căn cứ vào tin tức mà các vùng lân cận cung cấp, mực nước tăng tới mức này đã là cực hạn rồi. Vẫn là câu nói kia, trời tối quá, có người không phải là khúc gỗ tròn đụng vào vách đá mà bản thân đụng vào vách đá. Nhẹ thì không sao, chỉ bị xây xước một chút, nhưng một số người bị đụng đầu vào vách đá, vỡ cả óc, buông gỗ trong tay ra, trực tiếp bị sóng cuốn đi. Những tu sĩ trên bờ nhìn thấy cảnh này thì hai mắt muốn nứt ra thật sự là thảm đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Có người nói với tướng lĩnh dẫn đường, hay là thả đèn chiếu sáng cho mọi người đi, trong thời gian ngắn chưa chắc quân địch phát hiện ra đâu. Vị tướng này nóng nảy, túm lấy vạt áo của tu sĩ nọ, thả cái miệng người ấy, người muốn hại chết mọi người sao. Ánh sáng tập trung một chỗ, một khi bị người ta phát hiện thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ đấy. Không lên được bờ thì các huynh đệ đều hy sinh vô ích rồi, chúng ta cũng bị quân địch bao vây tiêu diệt. Người nghe kỹ cho ta, Quản người của các người ý, tuyệt đối không được làm bất kỳ chuyện gì làm bại lộ hành động. Đổi lại là lúc bình thường, nếu có người dám vô lễ như vậy, tu sĩ kia không xử đẹp mới là đó, nhưng lúc này hắn ta lại nhẫn nhịn, ngậm miệng không nói gì. Những người ở bờ bên kia không ngừng ôm gỗ tròn nhảy xuống từng nhóm từng nhóm. Những người bên này lại là từng nhóm từng nhóm ướt nhẹp bò lên bờ. Có người không thể xô vào cạnh bờ để leo lên, bị sóng cuốn đi, cuối cùng sống chết không rõ chỉ hy vọng khúc gỗ tròn kia có thể giúp họ sống sót giữa dòng nước chảy xiết nguy hiểm này có người lại không xô vào bờ bên này mà lại bị sóng cuốn vào khúc uốn bờ sông kết quả là bò nhầm hướng leo lại lên bờ bên kia lập tức có tu sĩ đi đến đẩy người đó trở về lẩn trốn thời gian không kịp không cho phép họ sang sông lần nữa huống hồ trong tay họ không còn phao cứu sinh cũng không thích hợp để thử lại lần nữa vị trí vượt sông đã được tính toán ổn thỏa chỉ có khu vực này thích hợp để leo lên bờ may là những người bị vòng trở về bờ bên kia chỉ là số ít đa số đều sang đến bên bờ tống quốc hoặc là cuốn đi theo sóng nước chưa tới nửa canh giờ toàn bộ năm vạn binh mã đã xuống nước còn vấn đề có bao nhiêu người thành công leo lên bờ bên kia thì tạm thời vẫn chưa rõ lắm tóm lại là không kịp ở đó mà trần trừ những người lên bờ thành công sẽ nhanh chóng rời đi đi theo mệnh lệnh những người lên bờ thành công nhanh chóng tác chiến chiều sâu chạy đi ẩn nấp ven bờ còn vài tu sĩ ở lại vội vàng làm phép xử lý dấu vết trên bờ. Có mưa gió hỗ trợ, vết tích trên bờ nhanh chóng được xóa sạch. Phía trước có tu sĩ mở đường cho đại quân để đề phòng bất chắc và thuận tiện cho đại quân cấp tốc xông thẳng đến mục tiêu mà không bị phát hiện một cách dễ dàng. Sau khi đếm số người, chỉ có 30.000 lẻ mấy chục người. Có gần 1.000 người may mắn trở lại bờ bên kia của Yến Quốc. Cũng có nghĩa là, chưa tới nửa canh giờ, có gần 20.000 binh mã bị nước sông cuốn trôi. Họ đều là binh mã cận vệ của Trương Hổ, là binh mã trung quân của Trương Hổ, cũng là binh mã tinh nhuệ nhất dưới trướng Trương Hổ. Họ đều là lão binh đã trải qua biết bao thử thách trên xa trường, cũng là huynh đệ nhiều năm của ông ta. Chính vì vậy, chính vì đáng tin cậy, chính vì năng lực của họ đáng tin cậy, nên Mông Sơn Minh mới dùng tới nhóm thuộc hạ này của Trương Hổ. 20.000 huynh đệ ra đi như thế đó, bao nhiêu lần chinh chiến, bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết, không chết trong tay kẻ thù, lại ngã xuống ở nơi này. Ta hạ lệnh như vậy, Bảo ta lúc trở về phải ăn nói thế nào với người thân của họ đây? Hu hu hu, một tướng lĩnh bật khóc nức nở, một đại nam nhân lại khóc như một đứa trẻ. Một tướng lĩnh khác cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen thăm thẳm, há miệng thở hổn hển, trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt. Hai vị tướng lĩnh này là Tả thống lĩnh và Hữu thống lĩnh bên cạnh Trương Hổ. Lúc này, họ không kìm được nước mắt. Hai, một tu sĩ đi bên cạnh buông tiếng thở dài, không nhịn được lắc đầu. Tâm trạng đau thương không được ảnh hưởng tới nhiệm vụ, đại quân vẫn tiếp tục bí mật hành quân, trên đường, hai vị tướng lĩnh hạ lệnh ăn uống lần nữa. Đêm mưa khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, lại còn bị ngâm nước nữa, nên cơ thể rất lạnh, phải mau chóng ăn uống để làm ấm cơ thể. Tiếp theo vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn nữa, trước đó, ai cũng mang theo lương khô đã được chuẩn bị chu đáo bên người. Bánh đã bị ngâm nước nát bươm, nhưng đại quân vẫn vừa đi vừa nhét bánh vào miệng. Đi được nửa đường, tới chỗ chân núi đại quân lại chia thành hai đường mà đi. Sấm rền chấp giật, mưa rào xối xả, có bóng người đứng ngoài doanh trướng. La Đại An nhìn thấy, lên tiếng nhắc nhở, sư phụ. Mông Sơn Minh đang chăm chú nhìn bản đồ, nghe tiếng liền từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bóng người bên ngoài lều. Ánh chấp lóe lên, ông thấy rõ người đang đứng dầm mưa trong cơn mưa tầm tã là Trương Hổ. Hai người, một đứng ngoài ánh sáng, một đứng trong bóng rối, nhìn nhau. Dường như Mông Sơn Minh đã ý thức được điều gì, gò má hơi căng ra. Ở bên ngoài, trong một doanh trướng khác, cung lâm sách cũng chú ý tới điều khác thường ở bên này, nhưng người đi ra, lúc này mới nhận ra người đưa lưng về phía màn mưa chính là thứ sử trường châu trương hổ, không kìm được lên tiếng hỏi trương đại nhân, sao ngài lại đứng đây dầm mưa vậy? chương 998, chẳng lẽ là thần binh từ trên trời rơi xuống sao? một Trương hổ không để ý đến ông ta mà chậm rãi bước vào trong doanh trướng, đi tới trước bàn sách, cả người ướt đẫm đứng đó, nước mưa nhỏ tong tong xuống mặt đất, nhìn mông sơn minh. Cung lâm sách bước vào, thấy có điểm bất thường, lại hỏi tiếp sao thế. Trương hổ không đáp lời ông ta, chỉ hỏi mông sơn minh có thể nói không. Mông sơn minh nhìn cung lâm sách, đã bị ông ta phát hiện và đi theo rồi, bây giờ không cần giấu giếm nữa. Ông khẽ vuốt cằm, không khó nhận ra tâm trạng trương hổ đang kích động, vành mắt ông ta đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn nóc lều. Giọng nói nghẹn ngào, 20.000 huynh đệ mất rồi. Cung lâm sách kinh ngạc, cái gì mà 20.000 huynh đệ mất rồi? Khuôn mặt Mông Sơn Minh căng chặt, ông biết là nguy hiểm, nhưng bỗng chốc tổn thất 20.000 người thì đúng là khiến ông cảm thấy khá nặng nề. Đều là quân nhân nên ông biết những người đó có ý nghĩa với Trương Hổ như thế nào. Có dùng 100.000 binh mã đổi lấy họ, Trương Hổ cũng không đồng ý. Mông Sơn Minh hơi lặng đi, rồi hít sâu một hơi, hỏi, "30.000 người còn lại thì sao?" Trương Hổ đáp ngắn gọn, "Qua rồi, cái gì qua rồi cơ?" ánh mắt cung lâm sách đầy hoang mang, nghi ngờ. Mông Sơn Minh nặng nề thở ra một hơi, sống lưng hơi thẳng lên một chút, trầm giọng nói triệu tập chư tướng nghị sự. Tuân lệnh, trương hổ chắp tay, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Vừa ra khỏi doanh chướng, ông ta liền đưa tay lau mắt. Không chỉ tổn thất 20.000 binh mã kia đâu, kế tiếp, 30.000 binh mã còn lại sắp phải thâm nhập vào trong lòng địch, đơn độc chiến đấu. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót trở về đây? Ông ta không thể không lo lắng, chỉ muốn nước mưa lạnh băng này có thể làm cho bản thân mình bình tĩnh hơn một chút. Mông Sơn Minh ngồi dưới ánh đèn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Trương Hổ rời đi. Cung Lâm Sách cũng nhìn theo một hồi, sau đó quay đầu, hỏi Mông Sơn Minh đang ngồi ngay ngắn, tình huống gì đây? Mông Sơn Minh, chẳng phải là Trương Hổ đã nói rồi sao? Cung Lâm Sách, nghe không hiểu. Mông Sơn Minh, đã có 30.000 binh mã sang sông rồi. 30.000 binh mã sang sông rồi á. À? Cung Lâm Sách kinh ngạc. Đồ phòng ngự trên sông phong tỏa như tường đồng vách sắt như vậy, lại còn là trong thời tiết chết tiệt này, 30.000 quân đó, sang sông bằng cách nào vậy? Mông Sơn Minh nói thêm, 50.000 quân, 50.000 binh mã tinh nhuệ nhất của Trương Hổ, họ đều là các lão huynh lão đệ đi theo ông ấy chinh chiến đã nhiều năm. Cứng rắn vượt sông ở nơi hiểm yếu, tổn thất 20.000 người, 30.000 người may mắn qua sông thành công. Cung trưởng môn, chẳng phải là ông thúc giục ta xuất binh sao? Xuất binh ngay trong đêm nay, mong cung trưởng môn có thể lệnh cho tu sĩ các phái toàn lực hỗ trợ là lão huynh lão đệ của ai cung lâm sách không quan tâm cũng không hiểu cảm giác này và cũng sẽ không thèm để ý ông ta nhíu mày trước đó tại sao ngài lại gạt ta mông sơn minh ta sợ người nào đó không xem lời nói của ta ra gì lại lỡ miệng nói ra chuyện này mà truyền ra sẽ liên quan đến thắng bại của cuộc chiến lấy tính mạng của mấy chục nghìn người ra đánh cược chỉ có thể thành công không được phép thất bại vì vậy trước đó tuyệt đối không thể để lộ ra bất kỳ tin tức gì, cũng không thể có điều gì bất thường. Mong là cung trưởng môn thứ lỗi, ông vẫn đang nhắc nhở đối phương phải giữ bí mật, mưa nhỏ dần, đối với người bí mật hành quân mà nói, vẫn phải bước đi trong bùn lầy. Không thể tiếp tục tiến lên, phía trước có trinh thám mai phục, chắc là tu sĩ, tình hình phía trước không xác định được, nếu lại cứ liều lĩnh sông lên phía trước thì rất dễ bị phát hiện. Một tu sĩ nhanh chóng quay trở lại, bí mật dừng lại chỗ đại quân đang ẩn nấp. Tướng dưới trướng trương hổ hữu thống lĩnh tôn cao thiên hỏi, nơi này cách kho lương thực có xa lắm không? Tu sĩ trả lời, có lẽ còn khoảng năm dặm nữa. Sau khi tôn cao thiên suy nghĩ một lúc, hạ lệnh nhân mã không cần ẩn náu nữa, 5.000 nhân mã trực tiếp đi đường chính, chỉnh tề xếp thành hàng xuất phát, không nhanh không chậm công khai đi đến địa điểm mục tiêu của quân đội, cũng mặc kệ sẽ có người phát hiện ra hay không. Trên đường đi gặp trạm gác vặn hỏi thì tu sĩ trực tiếp nhanh chóng động thủ xử lý chưa qua chạm gác được bao xa một con điệp nguyệt từ trong rừng núi bay ra quan sát hiển nhiên là do tu sĩ nước tống điều khiển nó đến đây tu sĩ bên này cong ngón tay bắn ra một đồng tiền nhanh chóng đánh dụng con điệp nguyệt bay tới kia bên trong rừng núi lập tức vang lên tiếng quát người nào đó hữu thống lĩnh tôn cao thiên trả lời nhân mã tuần tra canh gác của từ lai bình đô phòng ngự trên sông một người đi đến kiểm tra hiển nhiên không hề dễ dàng bị lừa muốn đích thân nghiệm chứng bên này hai tu sĩ lập tức liên thủ xông lên song phương trực tiếp đánh nhau. Đột nhiên có vài tiếng động vang lên, tu sĩ bên này dễ dàng xử lý được mấy tu sĩ kia, nhưng tiếng đánh nhau quá mức lớn, lại còn gần xào huyệt của đối phương, hiển nhiên tiếng động này không thể che giấu được. Tăng hết tốc độ tiến về phía trước, hữu thống lĩnh tôn cao thiên vừa rút kiếm vừa hô lên. Lập tức, 5.000 nhân mã trong đêm tối chạy như điên, một nhóm tu sĩ đi trước mở đường, không ngừng chém giết những tu sĩ đang chặn ở phía trước. Nơi đây là kho lương quan trọng, có 30.000 nhân mã bảo vệ, hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ chấn thủ, báo động liên tục được truyền xuống, nơi đóng quân của nhân mã bảo vệ kho lương khẩn cấp tập hợp lực lượng canh phòng. Bên này, nhân mã nước yến sông đến tập kích bất ngờ, lập tức hô to lên một tiếng giết như rung cả trời đất trời. Đại quân bảo vệ kho lương không nắm rõ tình hình, trời lại quá tối, không dám tùy tiện xuất kích, phòng thủ hoàn toàn, dùng mưa tên để chào hỏi. Bên này, nhân mã của nước yến cũng dồn dập lấy cung tiến bắn lại, đứng trong tối bắn tiến ra ngoài sáng thì khá là có lợi thế, trong lúc nhất thời hai bên rơi vào thế rằng co. Chỉ là bên này rất chú trọng vào bắn tên, trong khi bên kia mấy mũi tên lên dây bắn ra, cũng mặc kệ có nhắm chuẩn hay không, cứ nhắm hướng đối phương bắn ra là được. Lần này, qua sông dưới sự yểm trợ của hỏa lực, 30.000 nhân mã mang theo mũi tên lên bờ, toàn bộ tập trung vào 5.000 người kia. Nghe phía bên ngoài vang lên tiếng giết, chấn động cả trời đất, lại thấy mưa tên dày đặc, tướng phòng thủ kho lương sốt ruột vô cùng, một phần ba lương thực của hai triệu đại quân của đô phòng ngự trên sông đều ở chỗ này, nếu như nơi đây xảy ra chuyện gì, cái đầu của ông ta cũng không đủ để chặt. Lúc này quan trông coi kho lương sai người đến báo, kho lương bị địch tập kích. Khu vực phòng thủ của đô phòng ngự đoạn hồ khẩu, bên trong một tòa trạch viện nào đó, đại thống lĩnh từ Lai Bình đang ngon giấc trên giường. Đại nhân, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa rồn rập, một tên lính vừa gõ cửa vừa hô lên. Từ Lai Bình giật mình tỉnh rất ngẩng đầu, quát chuyện gì? Ngoài cửa tên lính nói to, đại nhân, khu vực phòng thủ kho lương gặp phải tập kích của quân nước Yến với số lượng nhân mã lớn. Đột nhiên, Từ Lai Bình bò dậy, chân trần chạy ra mở cửa, nhìn thấy người lập tức mắng, con mẹ nó, số lượng lớn nhân mã nước Yến làm sao có thể xuất hiện ở khu vực phòng thủ của chúng ta được? Đại nhân, không sai đâu, quan trông coi kho lương cấp báo, có rất nhiều nhân mã tập kích, số lượng không rõ chỗ tu sĩ canh giữ kho lương cũng cũng chuyển đến tin tức như vậy. Tên lính dân cấp báo lên, từ Lai Bình sau khi xé thư báo và đọc thì thật sự giật nảy cả mình, lại vội vội vàng vàng hỏi quân nước Yến ở bờ bên kia có động tĩnh gì không? Tên lính nói tạm thời chưa có động tĩnh. từ Lai Bình để chân trần đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm nói, gặp quỷ rồi, ở đâu ra nhiều quân Yến vậy, bờ bên kia không có động tĩnh, xem ra là muốn cướp quân lương của đại quân ta. Chương 999, chẳng lẽ là thần binh từ trên trời rơi xuống sao? Hai, đột nhiên ông ta quay người lại, lấy một thẻ lệnh trong ống để ở trên bàn, chuyển tay ném cho tên lính kia, truyền lệnh của ta, mệnh từ quý lập tức tự mình dẫn 100.000 đại quân nhanh chóng đến Chi Việt, nói cho hắn ta biết, nếu để mất kho lương, mang đầu tới gặp ta." "Rõ." Tên lính nhanh chóng lĩnh mệnh, cầm thẻ lệnh chạy đi truyền lệnh. Từ Lai Bình nhanh chóng đi vào mặc y phục, ngoài miệng còn nói thầm, "Số lượng nhân mã lớn sang sông." Làm sao có thể không phát hiện ra được? Mẹ nói, quân yến ở đâu ra vậy, từ trên trời rơi xuống sao? Ông ta cũng lo nghĩ, nếu kho lương bị công phá thì cái đầu của ông ta cũng khó giữ. Mặc xong rồi nhanh chân ra cửa, cùng lúc đó bên ngoài có một tướng lĩnh và một tu sĩ khác đồng thời chạy tới đây. Một mặt ông ta sai người tăng cường đô phòng ngự, một mặt lên lầu gác quan sát tình hình điều động của quân đội. Khu vực phòng thủ quan trọng của đoạn hồ khẩu có 3 triệu nhân mã, 200.000 bố trí ở tuyến đầu một trăm nhân mã dự bị ầm ầm xuất binh, một giường dơ bò đúc giống như một con rồng đang uốn lượn, nhanh chóng đi xa. Gần tới vùng này tu sĩ nước yến ẩn núp quan sát, sau khi kiểm kê rõ số lượng nhân mã rời đi, nhanh chóng rút lui, đi đến chỗ mai phục của quân yến cách 10 dặm, gặp mặt tả thống lĩnh Quách hiến phúc, người dưới trướng trương hổ, thống lĩnh 25 ngàn nhân mã, báo lại không ngoài dự liệu. 100.000 nhân mã dự bị của khu vực phòng ngự đoạn hồ khẩu đã rời doanh trại đi tiếp viện kho lương. Tả thống lĩnh Quách Hiến Phúc trầm giọng nói, tốt lắm. Lập tức truyền tin tức này cho Tôn Cao Thiên, bảo hắn ta bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, cũng báo cho đại tướng quân biết. Bên này rất nhanh thả hai con kim xí, trong bầu trời đêm mỗi con bay một hướng. Bên trong quân trướng, nơi đóng quân của nhân mã đang tập hợp ở sông Đông Vực của Trường Châu, Mông Sơn Minh đang ngồi nghiêm túc ở bên trên, đang nhắm mắt dưỡng thần. Trương Hổ và một nhóm tướng lĩnh trên người mặc chiến giáp đứng thành hai hàng. Trong doanh trướng yên tĩnh không hề có một tiếng động nào, tu sĩ cung lâm sách cũng chỉ có thể đứng ở đấy, khi thoảng nhìn cái này cái kia, cũng không biết mông sơn minh đang chờ cái gì. Cung lâm sách cũng không muốn hỏi mông sơn minh đang dở cho quỷ gì, sợ hỏi thì có vẻ mình rốt. Thời gian từng khắc trôi qua, bên ngoài mặc dù mưa nhỏ, nhưng tiếng mưa rơi tí tách người trong trướng lại có thể nghe thấy rõ ràng. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, một tên lính bước nhanh vào bên trong, dâng một phong thư cấp báo cho Trương Hổ. Sau khi Trương Hổ xem xong, lập tức tiến lên đặt lên bàn trước mặt mông Sơn Minh, đại soái rất thuận lợi, không ngoài dự liệu, đêm mưa trời tối, quân canh giữ kho lương không rõ tình hình cụ thể nên không dám tùy tiện xuất động, đã dụ 100.000 nhân mã dự bị ở đoạn hồ khẩu rời đi thành công. Cung lâm sách nghe không hiểu, bên này chưa đến lúc cuối cùng thì không chịu để lọt ra kế hoạch tác chiến cụ thể. Bỗng nhiên mông Sơn Minh mở mắt, hai mắt đầy tơ máu bỗng nhiên nhìn cung lâm sách, cung trưởng môn, trận chiến này liên quan đến sự thắng bại của toàn bộ chiến sự, mong rằng cung cửa môn ra lệnh tất cả tu sĩ nghe theo sự chỉ huy của Trương Hồ, không được có bất kỳ sơ suất nào, kẻ nào trái lệnh chém luôn không tha. Cung lâm sách gật đầu, cái này người yên tâm, ai dám không phối hợp, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. ầm um, đột nhiên, mông sơn minh vỗ một trường lên bàn, một trường bất thình lình này, khiến cho cung lâm sách đang bình thường thì chút xíu nữa giật mình chỉ thấy mông sơn minh trầm giọng nói công phá tuyến đồ phòng ngự sông đông vực của quân tống ngay tối nay các tướng sĩ nhất thiết phải trên dưới đồng lòng kẻ trái lệnh chém thẳng không tha rõ dầm một tiếng các tướng đều nghiêng người chuyển hướng đối mặt chắp tay đồng thanh hô mông sơn minh phất tay chỉ ra bầu trời đêm tối đen như mực ở ngoài trướng khí thế lẫm liệt giọng nói hữu lực vượt sông rõ các tướng lần nữa lĩnh mệnh trương hổ đi như gió thổi lốc cuốn dẫn một nhóm tướng lĩnh rời đi rất nhanh bên ngoài ồn ào, bó đuốc thắp sáng khắp nơi, đại quân nhanh chóng chỉnh đốn trang bị. Được tin thời điểm này có thể phải sang sông, hơn nữa còn là nhân mã nhà mình sung phong, giám quân do triều đình cử tới lập tức có ý kiến. Một tướng dẫn người mấy chạy tới, tìm được người chỉ huy điều động trương hổ thì kể khổ, trương đại tướng quân, nước sông dâng cao, lại còn chảy xiết, chúng ta dùng bè gỗ sang sông có phải quá sức không? Quá sức, mấy trăm huynh đệ ta quá sức hay không? Trương hổ trợn tròn hai mắt, trầm giọng nói đại chiến sắp đến ngươi lại dám đứng đây cò kè mặc cả tướng quân kia cười khổ nói đại tướng quân hiểu lầm rồi không phải cò kè mặc cả mà là muốn khuyên bảo nước sông thì chảy xiết bầu trời thì tối đen lúc này không nên sang sông nếu muốn thì hãy đợi đến hừng đông cũng được xoẹt trương hổ rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo hàn quang trực tiếp đâm xuyên tim đối phương chỉ thấy máu bắn tung tóe tướng lĩnh kia trợn mắt nhìn cánh tay run rẩy chỉ trương hổ hộ tống hắn ta tới còn có một tu sĩ đứng bên giật nảy mình, không nghĩ tới trương Hổ không nói một lời nào liền rút kiếm giết người, hơn nữa còn là giết đại tướng của triều đình. Dầm, trương hổ đạp một cước đạp văng tên tướng lĩnh bị đâm chết kia, cô cô thanh kiếm đang nhúm máu, nghiêm nghị nói, đại chiến sắp đến, lập tức chấp hành quân lệnh, nếu còn có ai tiếp tục gò mặc cả thì đây chính là kết cục của tên đó. Tu sĩ kia lập tức không dám làm, tức giận nói, người đó chính là đại tướng của triều đình, muốn xử trí thì cũng phải được triều đình chấp thuận, sao có thể để ngươi tùy ý chém giết. Trương hổ lập tức quay đầu nhìn tu sĩ xung quanh, lạnh lùng nói các ngươi thấy thế nào. Tu sĩ tam đại phía lập tức tiến lên, cảnh cáo, mắng chửi tu sĩ kia, mệnh kỳ lập tức thành thật phối hợp, nếu không bên này nhất định sẽ không nương tay. Rất nhanh, bờ sông, người người nhún nháo, thả bè gỗ đi lên rồi vượt sông. Tốc độ chảy của nước sông không thích hợp để đi thẳng sang sông, nên sẽ mượn sức nước chảy đi chéo sang bên kia bờ sông khu vực phòng ngự đoạn hồ khẩu số lượng lớn nhân mã lên bè gỗ sau khi lên thì lập tức tắt đuốc nghe hiệu lệnh chỉ cần hướng sang chỗ có ảnh lửa ở bờ bên kia quan tổng đốc đô phòng hồ ô quần liệt cũng đang say rất nồng trong phòng lúc đang ngủ mơ thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh giấc ông ta ngồi dậy ôm chăn mền kêu lên vào đi một tướng đẩy cửa bước vào cấp báo nói đại nhân trinh thám hồi báo nhân mã trương hồ tập kết ở bờ bên kia có hành động hình như là muốn thừa dịp ban đêm tiến đánh quân số khổng lồ như vậy dưới sự rằng co hai bên không có khả năng không phái trinh thám giám thị lẫn nhau có thể là không đến gần điều tra được nhưng có thể đứng ở xa quan sát động tĩnh thì không có vấn đề gì trương hổ chọn thời điểm này tiến đánh chắc là đầu óc có bệnh rồi mông sơn minh ở bên kia nói đến đây ô quân liệt lẩm bẩm rồi giật mình cấp tốc vén chăn lên xuống giường cũng chân trần đi tới đi lui trong phòng đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng báo Ô quần liệt quát, vào đi. Một tên lính đưa tin đi vào, hai tay dâng cấp báo nói, đại nhân, tướng thủ khu vực phòng ngự đoạn hồ khẩu từ Lai Bình truyền tin cấp báo, kho lương hồ khẩu bị quân yến với số lượng nhân mã lớn tập kích, đã phái thêm 100.000 nhân mã đi cứu viện. Ô quần liệt hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, bên trong phóng tuyến của ta sao có thể xuất hiện nhiều quân yến như vậy được, chẳng lẽ là thần binh từ trên trời rơi xuống sao? Ông ta túm lấy thư cấp báo xem, sau khi xem xong mới biết, từ Lai Bình bên kia cũng đang khó chịu không biết ở đâu ra nhiều quân yến vậy. Trương một nghìn, chỉ cho phép thắng, không cho phép thua. Lại nghĩ tới nhân mã Trương Hổ đột nhiên có hành động, ô quần liệt chân trần bước nhanh tới bản đồ chỗ đồ phòng ngự quan sát kỹ càng. Chính lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng báo, lại là tin tức của Từ Lai Bình gửi đến, báo rằng nhân mã Trương Hổ ở bên kia dường như sắp tiến công. Đây là phí lời, bên này đã trước một bước nhận được tin tức, ô quần liệt phung lên không thèm để ý, nhìn chăm chú bản đồ nghiêm nghị nói nhanh đi tìm hiểu ở bờ bên kia bộ của từ cảnh nguyệt bộ của an hiển triệu bộ của tô khải đồng và bộ của sử tân mậu có động tĩnh gì không rõ lính đưa tin lĩnh mệnh rời đi đại nhân nên sớm quyết đoán thuộc cấp đứng bên hối thúc ô quần liệt đưa tay ngăn lại lời trong miệng lại quay trở lùi thực sự tình huống này nhất thời khiến gã khó quyết định được mông sơn minh lại phát động tiến công vào thời điểm này trong phòng tuyến của tống quốc sao đột nhiên lại xuất hiện một lượng lớn yến quân theo lý thuyết thì không thể như vậy. Có một lượng nhân mã lớn vượt sông bên này không thể không phát hiện, nhân mã chủ lực yến quân bên này luôn nhìn chằm chằm, đều ở bờ bên kia cơ mà. Tình hình với gã mà nói, trong lúc nhất thời hơi phức tạp. Tuy nói chủ lực ở khu phòng ngự hồ khẩu chỉ có 300.000 nhân mã, bên trương hồ cộng thêm nhân mã triều đình kỳ cộng lại khoảng 600.000 người. Cho dù nhân mã khu vực phòng ngự hồ khẩu có yếu thế nhưng đây không phải trận chiến trên mặt đất mà mặt đất đấu với mặt nước, khu vực phòng ngự hồ khẩu chiếm điều kiện thuận lợi. Điều kiện tiên quyết bên này chiếm được không chỉ một chút đó, bên trương hổ muốn đêm hôm khuya khoát sợ vào bè gỗ đơn sơ vượt sông công phá phòng tuyến 30 vạn thủ quân khu vực phòng ngự hồ khẩu, theo lý thuyết là chuyện không thể. Đầu tiên bè gỗ di chuyển trên mặt sông sẽ không thuận lợi được bằng thuyền. Đằng sau khu vực phòng ngự hồ khẩu đột nhiên xuất hiện một lượng nhân mã yến quân lớn, đây mới là điểm khiến gã lo lắng. Giờ gã cần phải biết được động tính của nhân mã từ cảnh nguyệt bờ bên kia, đừng để chúng chơi trò điệu hổ ly sơn với khu vực phòng ngự hồ khẩu từ cảnh nguyệt nhận được quân lệnh của mông sơn minh sòng nhân mã liền được điều động trắng trợn trên bờ sông làm bè gỗ động tĩnh có thể nói khá lớn mặc dù trời mưa nhỏ lại vẫn kiểu mưa phùn giả dích vẫn gió táp mưa xa ánh lửa bên bờ sống vẫn hừng hực khắp nơi đều là những bò đuốc di chuyển từ cảnh nguyệt đội mưa đứng trên bờ một tay vịn bảo kiếm bên hông nhìn đống lửa ở bờ đối diện phía xa xa thuộc cấp bước nhanh đến đại nhân đã chuẩn bị thỏa đáng có thể tiến công bất cứ lúc nào từ cảnh nguyệt một tay lau nước mưa trên mặt, ta có nói tiến công sao? Không được dừng lại, tiếp tục bày tư thế công kích, làm nên động tĩnh thật lớn. Thả bè gỗ xuống trèo một chút rồi quay về, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thuộc cấp ngạc nhiên nói, đánh nghi binh. Từ cảnh nguyệt, không nên hỏi ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mông soái đã hạ lệnh này tất cả thâm ý, lại không tổn hại gì, cứ coi như mọi người đang thao luyện kỹ thuật đi bè gỗ trên sông đi. Y thực sự không biết chuyện gì xảy ra. Động tác của bên Trương Hổ ngay từ đầu đã tuyệt mật, ngoại trừ những người trực tiếp tham gia, cũng là người đưa ra quyết sách biết, những người khác đều bị giấu kín, cũng không thể để quá nhiều người biết được. Lúc này, không chỉ bên từ Cảnh Nguyệt, các bên của An Hiểu Triệu, Tô Khải Đồng, Tử Tân Mậu đều đang làm động tính cực lớn trên bờ sông. Yến Quân đang triển khai trạng thái tấn công toàn diện, Mông Sơn Minh cũng ở trên bờ sông, ra khỏi lều vài đích thân quan sát tình hình tác chiến vượt sông của đại quân. Dưới ánh lửa trong màn đêm, một tu sĩ cầm cây dù rất lớn che mưa cho người ngồi trên xe lắn cung lâm sách cũng đứng bên cạnh xe lăn quan sát cảnh tượng mấy chục vạn người vượt sông vô cùng hùng vĩ bè gỗ lớn nhỏ vô số kể trên chiếc bè gỗ lớn nhất có thể cùng rất dung nạp chăn trăm quân sĩ